làm môi thì uống nước dứa cho nó lên màu đẹp. Nên thôi ngày cố uống 2 cốc. Năm nay 27 ngày sao chị nhỉ? Phải không? 28 à, đâu, 28 hay sao? 28 hay 29 tháng 28 này. Cái gì này? Hello các chị. Ôi cái môi mình kinh quá, thế là nó cứ trúng trúng lại em ạ. Bây giờ nó khô lại, nó teo lại, nó cứ trúng trúng lại ấy. Hello, em thì xin chào cả nhà. Xin chào các chị. Có cái lịch kìa. Đây em có lịch. Đâu chị được tặng quyền lịch mà. Ở đây á, nhà này á. Ừ. Quyền lịch đấy. Còn đồ bộ nào không? Đồ bộ phải. Đồ bộ thì hẹn chị vào ngày mai nhá, trưa ngày mai nhá bác nhá. Trời ơi, ngày khoanh tròn lại. Thôi riêng ngày Valentine chị sẽ mua 2 hộp sô cô la. Không cho hậu áp ảnh lên Facebook. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Hello, nay gọi chốt đơn tớ bận quá mà không gọi lại thì không được. Anna Vân ơi, ngày mai nhân viên bên em gọi điện lại nhé chị yêu nhé. Tại vì hôm nay đơn nhiều quá và các bạn nhân viên bên em, các bạn ấy nghỉ rồi. Áo đã mặc là mút dày đấy, dành cho các chị ngực bé đấy các chị ơi. Hello, hello các chị ơi. Các chị đã mua vàng chưa? Ngày hôm nay là ngày thần tài, các chị đã mua vàng chưa? Em xì sớn em xí, em cũng xì sớn cũng ra đủ trên một chỉ rồi. Các chị đã mua chưa? Dép inbox em với, sáng ngày mai sẽ có người dép nha. Mua 2 bộ bên chị phải cọc hả? 50k hả? Dạ vâng ạ, nếu mà bác chưa mua nhà em lần nào chắc là phải cọc 50.000 đó. Chị bảo nhân viên check inbox em đi. Sáng ngày mai sẽ có người check nhá. Hôm nay các bạn ấy nghỉ rồi. Hôm nay chúng nó các bạn ấy bận quá, các bạn ấy mệt quá. Sáng nay nhân viên nhà em làm việc từ 6 giờ sáng các chị ơi. Mua chứ. Ủa sao lại không dép em hả chị ơi? Hết giờ làm việc rồi, nên là các bạn ấy nghỉ làm rồi. Ok, môi chị khó chịu quá. Không nói thôi mà nói khó chịu quá. Hello, hello các bác. Sáng ngày mai nhá. Ngày mai là nhân viên nhà em 6 giờ đã làm việc rồi. Nên là hôm nay giờ này em không cho làm việc muộn nữa. Phải sáng mai dậy làm sớm nó có tinh thần các bác ạ. Thông cảm cho em Hiền với. Hôm nay các bạn làm việc từ 6 giờ sáng nên là bây giờ phải đi nghỉ rồi các chị ơi. Ngày mai sẽ có người check nhá, còn các bác mà muốn chốt đơn nhanh nhất ấy, mình chốt đơn trên live cho em Hiền nhá. Nếu mua rồi thì có cọc, không mua rồi thì không phải cọc bác ơi. Bác mua hàng nhà em rồi không phải cọc nhá. Vàng hết cả mắt rồi. Không còn mua vàng. Chị không vừa size 36 mà chị còn một đơn nữa. Chị inbox cho em nhá. Vâng, em làm môi nên môi em bây giờ đang teo đang khô lại khó chịu quá. Sao hả con? Có nào không hết đấy. Môi khô thì siêu mạnh vào. Là không khó chịu đâu, nghe hợp lý nhá. Thế hôm nay xả quần nhá. Hôm nay mình sẽ xả quần cho các chị nhá. Quần ý, nhà em đang còn rất là nhiều mã quần, nhưng mà mỗi mã nó còn có 2 set, 3 set này. Ví dụ như con quần này này. Cái con quần này có bác nào chưa mua được không? Con quần này còn đúng 5 set cuối cùng thôi, không còn hơn nữa. Con quần này phải 2 tháng nữa em mới về hàng thêm. Tại vì ấy là không bác ơi, môi của em là đang mới xong ngày hôm kia, mới xong ngày hôm kia nên là môi nó đang chóc vảy lại, nó đang khó chịu quá. Con quần này bác nào chưa mua được thì tranh thủ chốt này, em còn đúng 5 set cuối cùng cho 5 chị khách hàng nhanh nhất này. Inbox rồi mà chưa thấy ai trả lời đó Hiền. Sáng ngày mai sẽ có người check inbox của mình nhé chị yêu nhé. Bây giờ là hết giờ làm việc nên là các bạn ấy nghỉ rồi. Quần này comment em là Q4 và để lại số điện thoại, em thề các chị luôn. Con quần này nó rất là xuất sắc, em chỉ còn đúng 5 set cho 5 khách hàng cuối cùng thôi. Quần này em hiện đang bán là 45.000 một quần, em sẽ sale các chị còn có 38.000 một quần thôi. Comment em là Q4 nhá. Quần này là quần chất liệu cốt tông, hàng rất là xịn luôn. Mỗi bác xem livestream có thể cho em Hiền xin một lượt chia sẻ được không bác? Hoặc là thả tim cho em một cái được không cả nhà ơi. Comment em thì là Q4 và để lại số điện thoại. Quần này đang sale còn 115.000 cho 3 quần. Eo ơi nó rẻ và đẹp xịn xò vô cùng luôn. Quần này nhá, nó là quần cặp thấp thôi nhưng mà mặc lên nó rất là ôm bụng và gọn bụng luôn. Chất liệu cốt tông C15 em Hiền còn. Q4 và để lại số điện thoại, 115.000 cho 3 quần. Em còn đúng 5 set cuối cùng, nghĩa là chỉ còn có đúng 15 quần thôi các bác. Đúng không ta? Còn đúng 15 quần thôi.
Bộ ngủ em hiện hết sạch hàng rồi bác ơi. Em không nhận đơn bộ ngủ nữa, hết sạch hàng rồi. Q4 và để lại số điện thoại nhá. Quần này em hiện có size từ 48 cân cho đến 65 cân là các chị sẽ mặc vừa. Q4 và để lại số điện thoại cho em hiện 115.000. Áo của em hiện đang mặc à? Ok, em sẽ giới thiệu on áo của em hiện đang mặc cho các chị đây. Q4 và để lại số điện thoại cho em. Áo của em hiện đang mặc này, comment thì em hiện nó là mã S26. Dạ vâng, ok Vũ Quỳnh Loan, để em xíu nhá. Comment thì em là S26 và để lại số điện thoại. Các chị ơi xem live stream thay cho em xin một lượt chia sẻ được không? Rồi thả tim thôi, không chia sẻ thả tim cho em cái đi các chị ơi. Comment thì em hiện là S26 và để lại số điện thoại giúp em. Con này là đệm giày nâng đẩy dành cho các chị ngực bé. Đệm giày con này là đệm giày 4 phân, nó có gọng nhá. Quả này rất là đẹp, Q43 hết sạch hàng rồi. Chị Thỏ ơi chưa về được hàng nhá. Đợi 2 ngày rồi chưa thấy trả lời. Chị và chốt inbox của chị, inbox nhà em Hiền trả lời lâu lắm, mình chốt đơn trên live của em Hiền nhá. Thả tim đây các bác ơi. Comment thì em là S26 và để lại số điện thoại cho em. Em có màu đen, màu trắng và màu đỏ. Cái set này đang có giá là 290k cho một set. Cái này em bán theo cả set, không tách lẻ set nhá cả nhà nhá. Xinh vô cùng luôn á. Chị nhận được bộ nhung và quần chiếc đẹp như ý, cảm ơn chị rất là nhiều nha. Bộ nhung hả? Bộ nhung thì ngày mai xem là em còn lẻ vài bộ em sẽ sàn nốt nha các bác nhá. Comment thì em là S26 này. S26 và để lại số điện thoại cho em. Em có màu đen là 1, màu đỏ là 2 và màu trắng là 3. Chị nào ngực bé thích sexy thì mặc sang cái loại này cho em. Cái dây của nó rất là mềm nhá, rất là xịn sò luôn, mút hàng cao cấp ạ. Con này rất là sexy luôn. Chị không? Chị Nguyễn Thị Nhàn ơi, thế thì mình inbox ngày mai sẽ có nhân viên bên em trả lời nhé. Tại vì bây giờ hết giờ làm việc của các bạn rồi. Comment hẹn em thì là S26 và để lại số điện thoại 290k cho một set. Em hiền qua mã nhé. Các chị muốn lên đệm giày hay lên đệm mỏng, các chị có thể comment em hiền lên theo yêu cầu nha các bác nha. 290k cho một set ạ, 34, 36 và 38 ạ. Hôm qua chị còn nói em mà đặt quần trên live mà không thấy em trả lời. Chị Nguyễn Thị Nhàn ơi, thông cảm cho em hiền với. Là có nghĩa là mình bác mà muốn đổi hàng, bác gọi vào số hotline hoặc là bác có thể là inbox cho em thì sáng ngày mai sẽ có nhân viên bên em trả lời nhá. Còn nếu mà mình chốt đơn ấy, các bác chốt đơn nhanh nhất, các bác để lại số điện thoại trên line này, mình sẽ chốt đơn trên line cho em Hiền. Áo lót em Hiền đang mặc là dành cho các chị ngực bé nhá chị yêu nhá. S26 290k cho một set, đẹp vô cùng luôn ạ. Cái quần này là mã Q3 đúng không nhỉ? Con quần này em phải lên con quần này cho các chị, thật sự luôn. Con quần này là em còn sót có vài set thôi, còn số lượng nó rất là ít. Đầu đẹp lắm. Đẹp lắm. Còn đúng 3 set cuối cùng, không còn hơn. Quần này là còn đúng 3 set cuối cùng, like xong bỏ ra. Quần này comment hãy em Hiền nó sẽ là Q3 và để lại số điện thoại cho em. Một con quần gen siêu đẹp luôn. Em Hiền đang mặc là size 30, áo của em Hiền đang mặc là size 34 nhá cả nhà nhá. Con quần này xịn sò vô cùng luôn, em còn có mấy set thôi. Comment hãy em Hiền là Q3 và để lại số điện thoại cho em. Quần gen siêu mềm luôn, bác nào dưới 65 cân là sẽ mặc vừa cái con quần này, gen đẹp. Quần này là em Hiền đang bán là 200.000 cho 4 quần, nhưng mà hôm nay em còn đúng 3 set cuối cùng. Em bán 200.000 cho 5 quần luôn, được chưa? Tặng một quần cho các chị luôn. Comment thì em là Q3 và để lại số điện thoại cho em. Quần này gen rất là mềm và siêu đẹp nhá. Quần này là một em quần hàng hãng xịn đấy cả nhà. Mã của em thì là Q3. 50 cân đến 65 cân là auto, mặc rất là đẹp, còn 3 set cuối cùng. Quần này em đang bán là 200.000 cho 4 quần, có nghĩa là nó rơi vào 50.000 một quần. Mà bây giờ em sale còn 40.000 một quần thôi. Q3 và để lại số điện thoại cho em Hiền. Q3 và để lại số điện thoại. Còn có vài set thôi các bác nhá. Còn có vài set thôi là hết sạch hàng đấy. Em Hiền có những màu này, xin phép là không chọn màu vì còn có 3 set thôi ạ. Mã này comment thì em là Q3 và để lại số điện thoại cho em là hết sạch hàng luôn. Đẹp vô cùng luôn. Bộ mặc ở nhà hôm trước còn không, chất đẹp dã man, hết sạch hàng rồi các chị ơi. em Hiền đang mặc là đệm giày nâng đẩy nhiều nhá. Comment thì em là S26 và để lại số điện thoại cho em. Con này là Q3 nhá. Nhận được bộ nhung nhà em đẹp, cảm ơn shop. À chị ơi, bộ nhung nha, em hẹn các chị vào 12:30 trưa ngày mai. Em Hiền sẽ xả bộ nhung, em còn có lẻ 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ là em xả nốt cho các chị nhá. Ngày mai sẽ xả tiếp nhá các chị yêu nhá. Áo em Hiền đang mặc là đệm giày nâng đẩy nhiều, comment thì em là S26 và để lại số điện thoại. Còn con quần này comment là Q3 và để lại số điện thoại cho em. 200.000 cho 5 quần, có nghĩa là chỉ có 40.000 một con quần lót, rất là đẹp đấy các bác ạ. Q3 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. Gen lên rất là xinh luôn. Ok chị ạ, Q3 và để lại số điện thoại. Em Hiền hết hàng, em bỏ mã ra. Bây giờ lên áo lót dành cho các chị mà có khi nãy có chị biết thế biết thế lấy 4 bộ. Đẹp đúng không chị? Em đã bảo rồi, các chị không mua thì tiếc lắm. Bây giờ không có còn bộ nào đâu. Không còn đâu các bác ơi, không còn hàng đâu ạ, hết sạch hàng rồi. Ok ạ, bác nào hôm nay không chốt được Q4 này rất là tiếc nha các bác nhá. Mẫu tiếp theo này, em Hiền lên cho các chị con áo áo lót su. Có chị hỏi áo lót su nâng đẩy
Lên các màu áo đang mặc đi. Áo em hiện đang mặc, em có màu đỏ, màu trắng và màu đen thôi. S26 290k cho một set nhé. S26 và để lại số điện thoại cho em. Đây ạ, mỗi bác xem livestream cho em mình xin một lượt thả tim nha các bác nhá. Thả tim cho em một cái thôi là đủ hạnh phúc rồi. S26 và để lại số điện thoại cho em mình. 290k cho một set đệm giày nâng đẩy. Cái này là rất là sexy luôn. S26 và để lại số điện thoại cho em. Con là Q3 hết hàng này. V19 gọng mềm. V19 là gọng cứng, không phải gọng mềm đó bơi. Lên một con áo nâng đẩy nữa này. Ôi chết rồi, tại sao lại tắt đèn đây này. Em tí xíu nhá. Sao cái đèn lại tắt rồi. Áo bao nhiêu? Áo em hiện đang mặc là 290k cho một set 34, 36 và 38 ạ. Mã của nó là mã của nó là S bao nhiêu nhở? S26 và để lại số điện thoại cho em. Mã là S26 nhá. Lên áo đệm giày hả? Đây chị ơi, đệm giày đây. Quần cốt tông giấy, giấy còn không? Em còn chứ. Sao nhà sao cái đèn nó lại bị tắt? Để em xíu em bật cái đèn lên. Để xíu em bật cái đèn lên nhá. Sao thế này? Ồ. Chết rồi, nó hỏng đèn rồi. Đợi em một tí xíu nha. Thôi, chả cần đèn nữa đi. Mệt mỏi quá. Mệt mỏi cái cuộc đời này. Để em tí nha các bác nha, em sạc cái pin lại không nó. Nên nó đã lên điện chưa cơ? Ok. Ồ, sao nó tắt thế này. Em ơi, chị nhờ một tí được không? Tâm ơi, Tâm ơi, chị nhờ tí xíu được không? Xuống đây chị nhờ tí. Ok. Mẫu này, ai cũng được xuống chị nhờ tí. Mẫu này comment hãy em hiền là cho em xin một lời thả tim nhận đấy. Để tắt cái đèn cái đi ra đi và tắt là bị tụt mất view. Khổ thân tôi, chưa bán được cái gì. Comment hãy em hiền nó sẽ là mã C12 và để lại số điện thoại cho em. Chị nào khi nãy ngay đầu like hỏi em là Hiền ơi có cái áo nào đệm dày, áo su non, mặc mềm nâng đẩy không, dành cho ngực bé không, thì loại này của nhà em hiền nhá, nó vừa rẻ và vừa rất là đẹp luôn. Áo này em có thể bảo hành các chị 2 năm mà không hề xù, không bị hỏng áo luôn. Form áo lên rất là đẹp. Comment hãy em hiền là C12 và để lại số điện thoại giúp em. Áo này em hiền đang sale còn 139k một áo thôi. Chị nào ngực bé nhá, muốn mặc cả ngày trời, mặc mềm, mát, thoải mái, nâng đậy, mặc không bị lộ viền, mặc áo dài, áo sơ mi đẹp thì các chị lấy sang áo này cho em. Cái áo này nó rẻ vô cùng luôn các chị ạ. Comment hãy em thì là C12 và để lại số điện thoại giúp em. Và áo đều là đệm nâng ngực không, mặc không gọng. Ở đây chị ơi, con này không có gọng đâu chị này. Nó rất là mềm luôn ạ. Lên áo dành cho ngực to đi được em xíu nhá. Comment hãy em thì là C12 và để lại số điện thoại. Em xem các chị con áo này còn 139k. Mẫu đen vừa rồi là mút dày, con đấy là 290k một set, là bao gồm cả quần cả áo. Cái này là lẻ áo thôi. Cái này đang sale chỉ còn có nhận được một set không có quần. Dạ vâng, ok chị yêu nhé, thông cảm cho em Hiền với, để em bảo nhân viên nhà em check đơn. Chị bị mất đèn rồi, nó không lên điện ý, không biết là như nào. Ừ, chả hiểu sao. Comment hãy em Hiền là C12 và để lại số điện thoại. Em Hiền rơi bảng màu các chị xem nhá. C12 em có màu kem là 1 này, màu xanh là 2 này, màu đen là 3, màu hồng là 4. Và màu này của em thì nó sẽ là màu ghi. Không phải em mới làm răng mà em mới làm môi bác ơi. Môi em hôm nay là đang cứ khô khô này. Sao chị ạ, từ sáng giờ ai cũng hỏi chị đang làm mới làm răng à? Chị có cắm đâu. Không, đây này nó không lên được điện ở đây này. À bây giờ lên rồi. Đây em cắm lại chị đi. Tại vì cái này nó bị mất điện nên xong rồi chị phải rút ra. Chị rút cái ở đâu ra đây? Bây giờ em rút cái sạc ra. Em rút cái sạc ra. Đấy, em rút cái sạc ra. Được chưa? Xem được chưa? Okay. Rồi nhưng mà em lại cho cái sạc cái cắm vào đây chị ơi. Đây này. Ok chưa? Comment hãy em nhìn là C12 và để lại số điện thoại cho em. Khổ lắm. Đây, cắm vào chỗ đoạn này. Cái môi của em đi xăm môi. Nên là cứ khô, nó cứ queo cái môi lại. Được rồi anh ạ. Comment hãy em nhìn. C12 và để lại số điện thoại cho em. Không, răng em không làm. Đừng có hỏi làm răng, trời ơi. Ủa dồi, cái gì này. Đợi em mấy giây nha. 139k một áo thôi. Sao lại nó cứ như này này. Chị muốn
mà bấm gì rồi ấy. Cái gì này? Đợi em xíu. Đấy, máy sửa khổ lắm. Khổ, giải thích. Mới đi làm môi về. Cái môi nó đang teo lại, nói chuyện nó không được tự nhiên. Mọi người hỏi đi làm răng à? Không phải, không phải đi làm răng. Ờ đúng rồi, hôm nay cái môi nó teo lại nên là lòi cái cục răng ra. C12 và để lại số điện thoại cho em Hiền. Áo này là dành cho các chị ngực bé nhá. Em thề luôn, con áo này mặc mát vô cùng. Xịn ơi là xịn luôn, nó siêu mát luôn. Và giá của nó chỉ có 139k một áo thôi. 5-6 hôm nữa là thấy môi em nó xinh, nó không bị teo như thế này đâu các bác ơi, thông cảm với em Hiền nhá. Màu kem là 1, màu xanh là 2, màu đen là 3, màu hồng là 4. Và màu này của em thì nó sẽ là màu ghi nhá cả nhà nhá, 139k thôi. Chị nào ngực bé mặc áo cả ngày trời, muốn nâng đẩy mặc áo sơ mi đi làm hay là mặc áo dài đấy, mặc cái loại này nó rất là nâng luôn, nó siêu mềm và rất là mát. Loại này không hề khó chịu và em đảm bảo các chị luôn, có con áo này các chị quay máy giặt cho em thì tự tin luôn, nó không hỏng form. Áo này mà hỏng form quay lại đây em thì hoàn tiền cho các chị. 139k một áo thôi, chất liệu là su non siêu mềm nhá. C12, 139k một áo, 34, 36 và 38. Em Hiền qua mã C12 và để lại số điện thoại cho em. Form lên rất là nét luôn, con này là đệm dày, các bác thích lên đệm mỏng đúng không ạ? Em Hiền lên các chị con đệm mỏng sexy nhá. Đệm mỏng em Hiền có nhiều lắm các chị ơi. Ví dụ đây, đệm mỏng đây, đợi em một tí xíu ạ. C12 và để lại số điện thoại cho em. Các chị thích đệm mỏng đúng không? Đệm mỏng em Hiền có mẫu này, 139k một áo thôi, 34, 36 và 38. Hàng có đủ size. Đệm mỏng các chị mặc sang con này cho nó sexy này. Đẹp vô cùng luôn. Đây, đệm mỏng nhá. Quả ngang đệm mỏng dành cho các bác mà làm ngực hay là có ngực thì mặc cái loại này cho em Hiền thì bao đẹp luôn. Quần lót nhà em còn nhiều lắm. Hôm nay đang sale rất là nhiều quần loại quần lót ấy. Quần lót đợt này nó cứ lẻ vài cái thôi. Khổ thân lắm. Quần lót bây giờ có về được hàng đâu. Lên quần đi, ok chị em sẽ lên quần lót các chị đây. Để em xíu em mặc nốt con áo này đã. Comment của em Hiền mã này là S13 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. Đây. Các chị ơi, xinh lắm, xinh lắm. S13 và để lại số điện thoại cho em. Ôi dồi, Q53 ở đâu ra? Q53 làm gì còn hàng đâu nhở? Q53 hết hàng rồi người đẹp ơi, đừng chốt Q53 nữa. Khổ cái thân em. Đây. Em đang có một loại quần lót này siêu đẹp luôn. Bác nào chưa mua được, trưa nay chưa mua được thì tranh thủ mua đi nhé. Em còn số lượng đâu đó khoảng 100 quần thôi. Rất là ít thôi, không còn nhiều. Con này comment thì em là S13 và để lại số điện thoại cho em. S13 nhé cả nhà nhé, S13 cho em. Quần này xinh lắm, à set này xinh lắm. Con này là dành cho các bác mà làm ngực hay là có ngực ngực to đấy. Mà cái set này nó sẽ rất là đẹp nhá. Cánh tiên, rất là xinh luôn. Quả ngang con này là có gọng gen Hiền nhá. Check inbox ngày mai check nhá các chị yêu nhá. Comment thì em thì là S13 và để lại số điện thoại. Em có màu tím là 1, màu xanh là 2, màu trắng là 3 và màu đen là 4, 280k cho một set. Con này dành cho bác nào mà làm ngực đấy. Kết quả nó lên rất là xinh ngực, rất là đẹp luôn. Nhưng mà phải có ngực hay là ngực to nhá. Mặc cái loại này sẽ rất là đẹp luôn ạ. S13 và để lại số điện thoại cho em Hiền, 280k cho một set, 34, 36 và 38 cho em Hiền. Xinh nhở, đẹp quá trời luôn. À các bác hỏi quần ghen bụng đúng không? Em thông báo các bác là em Hiền còn có một ít quần ghen bụng thôi. Bây giờ chỉ còn có màu kem và màu đen thôi. Cái quần ghen bụng ấy. Set đỏ chị mới mặc là bao nhiêu? Set đỏ vừa rồi đúng không ạ? Set đỏ vừa rồi là đâu nhỉ? Em có mặc set đỏ đâu nhỉ? Em có mặc set đỏ đâu nhỉ? Mã này là S13 và để lại số điện thoại cho em Hiền, 280k cho một set. Các chị hỏi quần gen đúng không? Đây cái con quần gen nhà em Hiền đây. Quần này em còn đúng có hai màu cuối cùng của cuộc đời thôi các chị ơi. Đâu rồi con quần đấy đâu rồi? Lạc trôi đi đâu rồi? Đây các chị ạ, con quần này em còn đúng hai màu, màu kem và màu đen thôi, hết sạch hàng rồi. Quần này em đang bán là 139k cho hai quần, em sale các chị còn 120.000 cho hai quần thôi. À set đen vừa rồi nó là mã S26 nhá, con này đang có giá là 290k cho một set thôi. Đây, có bác nào mà mua quần gen không ạ? Có bác nào thích mua quần gen không? Quần này em còn đúng có hai màu thôi, em đi một set hai quần là 120.000 hai quần. Q55 và để lại số điện thoại cho em Hiền, đâu đó chốt được cho khoảng 6-7 chị lấy hết hàng. Quần có giảm nhiều không, có co giãn nhiều không, 65 cân em Hiền có size 65 cân em Hiền có size, yên tâm nhá. Quần này comment em là Q55, em còn hai màu, màu kem và màu đen, hết màu hồng, hết màu xanh rồi, hai cái màu đấy cháy hàng liên tục luôn á cả nhà. Và em còn đâu đó khoảng 10 set cho hai khách, cho 10 khách hàng, chốt đơn nhanh nhất cho em Hiền ạ.
Q55, quần này là quần ghen các chị ạ, mặc váy body, mặc áo dài cho em, mặc cái quần này siêu đẹp luôn, cái độ ghen của nó rất là mềm. Mặc cái loại này nó không bị cứng, không bị khó chịu. 120.000 hai quần, chỉ còn màu kem và còn màu đen, hai màu quá đẹp đúng không các bác? Hai màu này là hai màu quá đẹp luôn đúng không các chị? Dễ mặc, rất là dễ phối đồ. Q55 và để lại số điện thoại cho em. Hết hàng là hết luôn. Nhầm không gọng và nâng nhẹ, đợi em xíu nhá, không gọng nâng nhẹ đợi em xíu này. Q55 và để lại số điện thoại. 45 cân cho đến 65 cân là mình sẽ có size. Áo em hiện đang mặc là dành cho các chị ngực to nhá, ngực bé không nên lấy loại này. Q55 cho em Hiền. Ok chưa ạ? Rồi cho mình uống miếng nước rồi đã. Q55 và để lại số điện thoại cho em. Ôi. Xinh lắm. Quần này hôm nay cũng xin phép là gỡ xuống bởi vì hết hàng luôn. Gỡ xuống luôn. Không còn hàng. Comment em là Q55 nha các chị yêu nhá. Hết hàng luôn. Quần tiếp theo này, con quần này chuẩn bị hôm nay là em line up ngày hôm nay là em sẽ gỡ xuống luôn con quần này đây này, là cháy hàng luôn đây này. Đẹp và xịn vô cùng luôn. Lên mẫu áo mà dành cho đệm mỏng đi ạ, à, đợi em xíu nhá. Có quần ghen bụng, con quần vừa rồi là quần ghen bụng đẹp nhất luôn á. Quần ghen bụng nhà em có 5-7 mã nhưng mà hết sạch rồi các chị ơi. Quần tiếp theo này. Quần ren. Thề các chị luôn là quần này nó không có size của em. Nó mà có size của em phang ngay con quần này. 45 cân đến 65 cân các chị mặc con quần này bao đẹp luôn. Quần này là nó làm con quần dáng nửa mông ấy các chị. Em lấy một cái màu nào đó là các chị nhìn màu, nhìn cái dáng cho nó dễ nhá. Comment thì em thì là Q50 và để lại số điện thoại. Con quần này các chị ơi không mua là tiếc lắm, đợi rất là lâu mới có được hàng. Quần này em đang sale chỉ còn có giá là 180.000 cho 5 quần, có nghĩa là nó chỉ có 36.000 một con quần ren thôi. Đây là dáng quần nửa mông nhá, các chị mặc cái loại này nó rất là sexy, mặc loại này nó không bị bí, không bị hằn mông. Mà bao đẹp luôn, ren nó rất là mềm. Con này các chị nhận hàng mà kêu là ôi Hiền ơi sao cái ren của em nó cứng vậy, quần lót nó cứng vậy, mặc nó ngứa vậy. Hoàn tiền luôn, tặng luôn hai cái quần. Ok chưa? Tặng luôn 50 quần. Comment thì em là Q50 và để lại số điện thoại. Quần này là dáng nửa mông, 45 cân cho đến 65 cân là các chị sẽ mặc vừa cho em Hiền. 160.000 cho 5 quần, có nghĩa là nó chỉ có giá là 36.000 một cái thôi. Q50 và để lại số điện thoại cho em. Đẹp chưa? Dáng nửa mông các chị ạ, mặc cái loại này nó rất là sexy luôn. Em Hiền rơi bảng màu. Quần này em Hiền có 10 màu nhá, lọt khe hiện tại em còn đúng 1-2 mã thôi, đợi xíu em Hiền lên này. Comment thì em Hiền nó sẽ là mã Q50 và để lại số điện thoại cho em. Nhiều màu xinh lắm các chị ơi, Q50 cho em Hiền nhá. Màu rất là đẹp. Siêu siêu xinh. Q50 và để lại số điện thoại cho em. Các chị ơi ngắm vào em Hiền này, xinh lắm, đẹp lắm các chị ạ. Q50 cho em Hiền. Ren á, mềm ơi là mềm luôn, khách nhà em toàn mua 10 quần thôi các. S26 nhà em Hiền là 290.000 một set nhá chị yêu nhá. S26 là 290k, em Hiền có màu đen, màu trắng và màù đỏ ạ. Áo đang mặc đúng không ạ? Con này là S13 nhá, con này là dành cho các chị ngực to, làm ngực có ngực. Ôi hôm nay mặc ngồi lên thấy một rổ bụng này. Comment này em là Q50 và để lại số điện thoại. Quần cặp cao đi hả? Ok, nếu như các chị nói quần cặp cao rồi em xíu nhá. Con quần này cũng sắp cháy hàng rồi các chị ơi. Con quần đúc của em Hiền đâu rồi, đợi xíu đi. Lên áo lót tiếp nhá. Cho em xem áo V5 đúng không ạ? Áo V5 hình như là 34 em hết hàng rồi. Bây giờ em chỉ còn 36, 38 thôi sao chị ạ? 36, 38 thôi. Bác nào chốt V5 thì đừng chốt 34 nữa được không? Bác nào chốt V5 đừng chốt 34 nữa được không ạ? Bác nào chốt V5 đừng chốt 34 nữa nhé. Quần lót là em sẽ đóng 5 màu khác nhau không chọn màu nhé. Áo em hiện đang mặc đợi em xíu em hiện rơi bảng màu cho chị xem nhé. Áo em hiện đang mặc là có 4 màu đấy. Màu xanh, màu tím, màu trắng và màu đen. Mã của nó là S13 và để lại số điện thoại cho em. Mỗi bác xem livestream có thể cho em xin một nút thả tim được không các chị? Đây, con V5 của em Hiền đây. Bạn nào con hay bán vú, bán cái gì thì bán kệ em. Bác đừng có xem, bác cảm thấy phản cảm quá, bác đừng có xem thế thôi. Bán cái gì kệ em. Em bán cái gì kệ em, bác đừng có hỏi. Q50 là 160.000. Ở đây xin lỗi ạ, 180.000 nhá cả nhà nhá. Con Q50 là 180.000 cho 5 quần. Q50 là 180.000 5 quần. Khi nãy em nói là 160 hay sao nhỉ? 180.000 nha các bác nhá. 36.000 một cái. 180.000. Q50 là cạp, nó là cạp không quá cao đâu nhưng mà nó là dáng nửa mông rất là xinh. Em giơ lại con S13 các chị xem nào. Con đấy là 180.000 cho 5 quần nha các bác nhá. Con Q50 em xin lỗi nếu bác nào cảm thấy giá cao quá thì mình có thể hủy đơn nhá.
tắc hay là khi nãy em còn nói lộn không nhỉ? Đầu óc dạo này chán lắm. Em có màu tím là 1, màu xanh là 2, màu trắng là 3 và màu đen là 4 nhá. Con này là S10, S13. À, mẫu đệm dày đúng không chị? Đệm dày đấy, em xí nhá, em đang mặc con gì nhá. Con này là đệm dày đây. Ôi, đầu với xạo. Chị nhận quần Q69 rồi, đẹp mặc thích lắm. Chị nhận được 3 quần Q69 rồi, mặc đẹp thích lắm đúng không chị? Thank you chị Q69, bây giờ em hết hàng rồi đây này. Q69 không để đây là hết hàng rồi này. Hết hàng rồi. Bây giờ bác nào muốn chốt Q69 không còn để mà chốt nữa, hết hàng rồi các bác ơi. Mẫu tiếp theo này, bác nào vừa hỏi đấy ạ, comment hãy em hiền, nó sẽ là mã tay em cầm là áo em hiền đang mặc ở đây là mút đệm dày 5 phân nhá. Con này bây giờ em chỉ còn 36 và 38 thôi. Em còn hai màu S13 là đệm mỏng. S13 của em hiền là đệm mỏng nhá. Comment hãy em hiền là V57 lại số điện thoại cho em. Đây là một em áo đệm dày 5 phân và nâng đẩy nhiều. Áo này là dành cho các chị ngực bé, chất liệu là su, nó rất là mềm mà rất là kiểu như là con này mặc mềm lắm. Cái này nó có cả quần nữa. Nhưng mà ở đây không để cái quần nào đây rồi. Comment hãy em hiền nó sẽ là V5 và để lại số điện thoại cho em. Cái set này đang sale là 229k. Em đang sale cái set này chỉ còn có 165.000 trong một set thôi. Hiện tại em chỉ còn size 36 và 38 nhé. Nên là chị nào thích cái set này chốt ngay đi. Dạ vâng, ok ạ. Comment thì em là V5 và để lại số điện thoại cho em. Chất liệu là su non, nó rất là, con này không phải su non mà nó kiểu su ấy, xốp xốp, nó rất là mềm ý. Ok chị yêu ạ, mã là V5 nhé. Em thì đang còn hai màu đen và màu ghi. Đang sale chỉ còn có 165.000 cho một set thôi, 165.000. V5 và để lại số điện thoại cho em. Ok chị ạ, em thì qua mã nhé. Có chị hỏi lên hàng sexy đúng không, đệm mỏng đúng không, em thì sẽ lên xem kẽ một con đệm dày, một con đệm mỏng nhá. Đệm mỏng em hiền có mẫu này lên rất là đẹp này chị ơi. Đệm mỏng đúng không ạ? Đệm mỏng em có con này, xinh xỉu luôn. Em lấy thêm hàng chị dồn đơn tối hôm qua nhé. Dạ vâng ok, đơn ngày hôm qua mà chưa đi em sẽ dồn đơn được cho chị này. Thoải mái đi chị đẹp ơi. Mặc màu đỏ cho nó đẹp nhá. Ok chị V5 bạn để lại số điện thoại cho em hiền. Lên áo 2 sen để em xíu nhá. Em lên con áo này nó không có mút luôn này, dành cho các bác mà làm ngực hay là có ngực nhá. V5 mà để lại số điện thoại giúp em. Màu ghi và màu đen 200, con này là 229 sale, còn có 100 bao nhiêu nhỉ? 165.000 thôi. Quần ren cặp cao để em xíu nhá. Mẫu tiếp theo này. Xinh lắm các bác ơi. Rồi. Em này comment hệ em thì là S15. Con này là dành cho các chị làm ngực hay là có ngực đây. Con này là mút nó rất là mỏng, không có gọng và mút siêu mỏng nha các chị yêu nhé. Con này gọi là không có mút ấy, chứ không phải là mút mỏng. Comment hệ em thì nó sẽ là mã S15 và để lại số điện thoại cho em. Em chào chị ạ, S15 và để lại số điện thoại cho em cái set này nhé. S13 của em hiện là 280k. Chị ơi còn sót cái khăn nào không, hết sạch rồi làm gì còn khăn lúc này nữa. Trời ơi, chốt đơn lúc chiều là đơn đi chưa nhỏ? Nếu mà gọi điện trước 5 giờ là đơn đi rồi. Ờ, hết sạch khăn rồi người đẹp ơi. Hôm trước chị mua 3 set quần lót còn không em, để chị lấy thêm 10 quần. Chị Nguyễn Thảo, chị còn nhớ mã nó là mã gì không ạ? Tại vì quần lót nhà em nhiều mã quá trời luôn á. Comment thì em là S15 này. Các chị ơi, màu xinh lắm, em cho các chị xem nhá. Form đằng sau của nó này, con này là mút nó sẽ như này. Nên là bác nào mà làm ngực hay là có ngực thì sẽ mặc cái loại này sẽ rất là xinh nhá. Bản áo to V5 là dành cho các chị ngực nhỏ đấy. S15 và để lại số điện thoại. Em có màu đỏ là 1 này, màu trắng là 2 này, màu hồng là 3 và màu đen là 4 ạ. 290k cho một set 34, 36 và 38 cho em hiền nhá. S15 và để lại số điện thoại. Các chị có thể xem màu nó này. Con này lên rất là xinh luôn. S15, 290k thôi. Bác nào mà làm ngực mặc con này sẽ rất là xinh luôn. Chị không nhớ cặp cặp cao 5 phân bản to ấy. Bây giờ không nhớ quần nào nữa. Có phải con quần này không ạ chị Nguyễn Thảo? Có phải con quần này không? Đợi em nhá. Có phải còn con quần Q4 này không? Bản cặp cao đúng không? S15 và để lại số điện thoại xem hiền ạ. Cho mình xem lại S26 được không? Đợi em xíu nhá. Có phải chị hỏi con này, có phải là chị đã mua con này nhà em rồi không? Có phải chị mua con này không ạ? Có phải con quần này không? Quần này xịn lắm. Hôm nay là bác nào không chốt quần này là hết sạch hàng. C33 là ngực nhỏ mặc được nhưng mà nó không còn nâng đẩy thôi ạ. Quần này là quần Q4 nhá. Bác nào mà hỏi đấy, vừa hỏi đấy, có phải con quần này không ạ? Chốt nhanh nhá. Em thề các chị luôn là ngày hôm nay em like cái buổi like này là buổi like cuối cùng em like quần Q4 này. Sau 2 tháng nữa em thì mới quay về có thêm hàng. Tại vì là bây giờ bên Quảng Châu nó vẫn chưa làm việc, nó phải qua dằm mới làm việc. Mà qua dằm nó bắt đầu sản xuất thì đâu đó đặt hàng phải 1 tháng trời, hơn 1 tháng trời mới có. Ở đây em còn có vài set thôi, quần này là Q4. Em đang sale còn 115.000 cho 3 quần, có nghĩa là có 38.000 một cái thôi. Con này là bản chun nhá.
rất là ôm mông, ôm bụng luôn. Chất liệu cốt tông hàng này siêu siêu xịn luôn, hàng xịn luôn đó các bác ạ. Mặc à chị Nguyễn Thảo, bây giờ chị lấy 10 quần đúng không? Chốt ngay đi là em hết sạch hàng luôn chị ạ. Tức là không có hàng nữa đâu, em thề luôn. Ngày mai là các chị không thấy em lấy con quần này nữa. 115.000 ba quần, chị Nguyễn Thảo mua 3 cái rồi. Bây giờ quay lại mua 10 cái là hết hàng luôn. Em gỡ luôn quần Q4 này xuống hàng, gỡ luôn. 115.000 ba quần, siêu đẹp luôn. Quần này mặc đẹp lắm ấy, chất liệu của nó rất là xịn luôn ạ. Q4 và để lại số điện thoại, 115.000 cho ba quần. Ok chị ạ? Dạ vâng, chị lấy 10 quần em gỡ hàng xuống luôn, hết sạch hàng luôn chị. Gỡ xuống luôn để ngày mai gọi là hết sạch luôn, siêu đẹp luôn. Dưới 65 cân là các chị mặc vừa nhá. Q4 và để lại số điện thoại cho em. Gỡ xuống là hết sạch luôn ạ. Hết hàng. Quần lót bây giờ em hết hàng truyền miên luôn, cái gì cũng hết. Em còn con nào sắp hết hàng nữa nào? Để em xíu nhá, đây con này. Con này còn vài set nữa hết hả? Đây này. Đây, con này. Quần của Vic này. Quần của Vic cũng sắp hết hàng này, còn có vài set nữa là hết này. Quần này comment em là Q84 và để lại số điện thoại cho em. Quần này đang sale còn 120.000 cho 3 quần. Q84 120.000 cho 3 quần. Các chị biết là khách mua rồi quay lại mua thêm và mua số lượng gấp 3, gấp 4 lần, mọi người biết như nào. Quần này là quần Vic nhá, em hiện có size dưới 60 cân các chị mặc vừa. Quần này là ở ngoài thì vẫn đang bán là 120.000 một quần. Quần này là do em hiện ôm được giá thanh lý và em còn ít thôi, em cũng xả nốt là 120.000 cho 3 quần. Có nghĩa là chỉ có 40.000 một cái thôi. Quần Vic rất là đẹp luôn ạ. Gửi quần Bích cho chị mua 5 màu mà thiếu màu đỏ, chết dở thôi. Chết dở thôi, bây giờ chị mua em bù lại chị một cái này. Thông cảm em Hiền với, nó là quần Q4 nhá chị Khánh Hoàng nhá. Quần này comment hém là Q84 và để lại số điện thoại giúp em, 120.000 cho 3 quần. Em Hiền có màu ghi là 1 này, màu đen là 2 này, màu hồng là 3 này, màu trắng là 4 và màu đỏ là 5. Quần này là quần Bích, hàng siêu xịn luôn, dưới 60 cân các chị mặc vừa. 120.000 cho 3 quần, có nghĩa là chỉ có 40.000 một quần thôi. 40.000 một quần đấy ạ. Q84 và để lại số điện thoại. Lên mẫu áo ngực không dây đi chị, áo ngực không dây em hiện có con QC21 là dành cho ngực bé, con C15 là dành cho ngực to. Q4 cho em hiện áo đang mặc là còn không, áo em đang mặc còn nhá. S15 cho em hiện ạ, set 5 quần. Set 5 quần thì bao nhiêu, là mã nào chị yêu nhỉ? 40.000 một quần, bác lấy 5 quần thì giá nó rơi vào 200.000. Q84 và để lại số điện thoại cho em. Xin phép là không chọn màu, em còn ít hàng lắm các bác ơi. Quần này em xếp hết rồi, còn có ít thôi ạ. Đây, em hiện đang còn con quần này rất là xinh này. Quần này em sale các chị, con quần này là quần xịn nhá. Chất là kiểu như là gọi là nó là kiểu như là hàng gì nhỉ? Loại nào không dây càng nâng đẩy càng tốt để em xíu nhá. Con quần này này, nó là kiểu quần chất liệu của nó giống như kiểu hàng thun lạnh thôi, nhưng mà nó rất là mềm và rất là mát nhá. Một set của nó sẽ nằm ở trong một cái túi như thế này. Và nó chỉ có 3 quần thôi. Quần này em đang bán là 145.000 cho 3 quần. Nó là hàng đắt. Em sale các chị còn 120.000 cho 3 quần. Nghĩa là nó rơi vào 40.000 một quần. Nhưng mà hàng này là hàng xịn các chị ạ. Đây một set nó chỉ có 3 màu này thôi. Đấy, nó sẽ nằm ở trong túi. Nó rất là xịn sò như này. Quần này comment là Q10 và để lại số điện thoại giúp em. 120.000 cho 3 quần. Dưới 65 cân là các chị mặc vừa. Hàng nó cũng da gì và này nọ lắm, chất này nó dai và nó kiểu chất của nó khá là dày dặn và co giãn nhá. Chất của nó rất là dày, kiểu như là hàng chắc ấy, cầm cái quần nó không lỏng lẻo, nó không kiểu mỏng tang đâu các chị. Con quần lót rất là xịn luôn. Mã này comment thì em Hiền nó sẽ là ở đây này, nó bảo là quần kháng khuẩn, em nghĩ là nó chỉ có cái lớp này là lớp kháng khuẩn thôi, chứ còn cái vải ngoài nó không phải vải kháng khuẩn. Nên đây là con quần cũng khá là xịn luôn. Bác nào mà kiểu như là quan tâm đến sức khỏe của mình mà mình muốn mặc cái hàng mà kiểu đảm bảo một tí xíu thì mọi người chốt sang cái loại này. Mấy loại kia là quần thường, nhưng mà cái con quần này nó là có lớp kháng khuẩn ở phần dưới. Quần này comment là Q10, 120.000 cho 3 quần này. 120.000 3 quần, một set nó là sao nào, trong một cái túi như thế này. Cái túi khá là xinh nhá các bác nhá. Q10 và để lại số điện thoại cho em, dưới 65 cân là các chị mặc vừa cho em hiện ạ. Q10. Đây. Em sẽ gấp lại một set như thế này, lúc bỏ ra thì đẹp mà lúc gấp vào thì xấu quá. Q10 và để lại số điện thoại giúp em. Ok, bây giờ lên nào lót nha các bác nhá. Mã của em hiện đang mặc là S15 và để lại số điện thoại cho em. Set này đang sale là 290k cho một set 34, 36 và 38. Em hiện có dơ màu rồi. Bây giờ lên áo quây đúng không ạ? À chị ơi, chị Nga Vũ ơi, chắc là gọi điện mình không có nghe máy đấy. Mình để lại số điện thoại, ngày mai nhân viên bên em gọi lại nhá. Comment hệ em hiện nó sẽ là mã. Bác comment hệ em hiện lại nó sẽ là mã gì nhờ, M10 và để lại số điện thoại cho em. Ngày mai nhân viên bên em gọi điện chốt đơn lại nhá. Đây em lên các chị con áo này nhá. Áo quây dành cho các chị ngực bé. Áo của em hiện đang mặc là đủ size nhá, 34, 36 và 38 cho em hiện ạ. Lên quần Q84 để em xíu nhá.
Quần gen em vừa mới hết hàng quần gen rồi chị đẹp ơi. Khi nãy vừa mới lên mấy con quần gen là hết sạch hàng luôn rồi. Không lên nữa. Hết rồi. Em còn một cái loại quần này, hôm nay sẽ sale quần này cho các chị. Quần này em đang bán giá rất là cao nhá. Xịp nam đi để em xíu này. À, áo quây thì hiện tại em hiện đang có 3 mã đẹp nhất. Nhưng mà có 2 mã là dành cho các chị ngực bé, 1 mã dành cho các chị ngực to thôi. Chứ áo quây nhà em không có nhiều mã. Thực ra quây, mua quây ví dụ như là áo lót thì có thể là 20, 30 mã, 40 mã được. Nhưng mà áo quây nó khó lắm bác ơi. Không phải là áo nào cũng mặc được. Áo quây rất là khó mặc luôn á. Áo này comment thì em thì nó sẽ là C21 nhá. Đây là con áo quây đẹp đỉnh luôn. Mặc nó rất là ôm ngực, nâng ngực và sẽ không bao giờ bị tụt. Con này em hiện bảo hành chống tụt cho các chị. Comment thì em hiện nó sẽ là mã C21 và để lại số điện thoại cho em siêu ôm thôi. Em đang mặc size 36 nó hơi bị bửa ra ngoài xíu. Em có 3 màu, màu da, màu đen và màu trắng C21 nhá. Đệm dày 3 phân và nâng đẩy nhiều các chị ngực bé mặc con này nó rất là nâng luôn, siêu siêu tạo khe luôn, siêu siêu nâng luôn. Áo này em hiện bảo hành chống tụt luôn và nó có một cái dây chạy ngang sau lưng như này này. Cái dây này là cái dây gọi là nếu các chị mặc quây đó mà ngực bé các chị cài thêm cho em cái dây như này nữa thì nó sẽ rất là chắc luôn. Các chị có chạy nhảy đến cỡ nào, mình hoạt động cỡ nào thì nó sẽ không bị tụt. Rất có nghĩa là nó sẽ rất là khó để tụt luôn đó cả nhà. C21 nhá, 199k cho một áo. Để mà nói là áo nào mặc quây không bị tụt, lên form đẹp nhất thì chính xác là con này. 199k, em hiện đang có 3 màu. Lên thêm vài mẫu quần nữa đi. Ok chị nhá, C21 phải để lại số điện thoại cho em hiện 199k. 34, 36 và 38 hiện đang có 3 màu, màu da, màu trắng và màu đen. C21 nha các bác nhá, 199k một em thôi. Rồi ok, hiện qua mã khác này, em hiện sẽ lên các chị một em áo mà siêu siêu nâng đẩy nhà em. Áo này siêu đẹp luôn, đâu rồi, con áo đấy đâu rồi? Muốn lên quá nhưng mà không thấy nó đâu. Tự nhiên hôm nay em thấy có chị mới đầu like đã feedback con này rồi. Hôm nay chị mới nhận được con V6 nhà em xong. Đó. Đẹp lắm Hiền ơi. Nhưng mà không có kịp đọc cái feedback của chị đó. Không biết chị còn xem like không. Bác nào mua V6 rồi cho em thì xin cái feedback đi. Trời ơi con áo này nhá. Nhìn ngực bè đến cỡ nào. Mặc lên nó cũng đẩy khe. Mặc lên nó cũng rất là nâng đẩy luôn. Nói chung là các chị mặc áo lót nào trong nước. Có rất là nhiều chị mua áo lót nhà em. Nhưng mà cũng khó tính lắm ấy nha. Mua vài cái kêu nó chỉ ôm ngực thôi vì chị không có khe ngực, nhưng mà nó không có khe. Đổi qua một vài mã thì cuối cùng là con này đẹp nhất. Sao áo quây, sao quây này em mặc có nó bị cong hai bên sườn nhỉ? Chơi mình cái gì nhỉ? Nó không bị cong đâu, chắc là do mình đang mặc không đúng size đấy. Mình đang mặc không đúng size nên nó bị như vậy đấy, hay nó bị rộng nhỉ? Chị mặc nó bị rộng và chị cài thẳng vào nút trong xem nào. Em nghĩ là do là bị rộng quá hay là bị chật quá nó sẽ bị như vậy đó. Đây. Con áo này đẹp lắm, em dơ màu các chị xem. Bác nào mua V6 rồi cho em thì xin cái feedback thật tâm đi xem nào. Đầu like có chị feedback con này và em chưa kịp đọc feedback, em chưa kịp gọi là ghim cái bình luận của chị lại. Cái dây áo này, vải cái này nó là vải chun chéo, vải này nó rất là thấm hút mồ hôi luôn. Em thích quần ren vàng ở trên. Thích quần ren vàng ở trên là quần nào? Cái quần này hả? Quần này hả? Em xíu nhá. Comment thì em là V6 và để lại số điện thoại. Đệm dày 4 phân gọng dẻo và siêu siêu nâng đẩy luôn. Con này rất là mềm nhá. Mặc con này bác nào mặc cũng sẽ có khe ngực. Áo dành cho người ngực mới làm đi bạn. Ngực mới làm ấy hả? Ngực mới làm mặc cái dòng không mút đi. Không mút không gọng đi. Em có cái này, em có nhiều màu xinh ấy. Em có màu đen này, em rất là bồ kết màu rêu. Rất thích màu rêu này luôn. Đó. Màu hồng. Xinh lắm. V30, V6 siêu nâng đẩy mà tạo khe đẹp. Em cảm ơn chị đã feedback cho em Hiền nhá. 155k cho một áo thôi. Quá là rẻ luôn. Hôm nay khỏi bán quần đi, quần còn ít lắm. Bác mua cả quần em cũng bán nhưng mà quần em còn ít lắm. V30 hả? C30 chứ nhở? Có mẫu nào ngực da beo mút mọc à? Có mẫu da beo em lại không có rồi. Mẫu beo beo em bị hết hàng mất rồi. V6 và để lại số điện thoại cho em. Siêu tạo khe luôn. Quần lót đợi em xíu nha. Áo đang mặc đúng không ạ? Áo em vừa mặc là C21 này, 199k một áo nhá. Tiếp theo, đây. Con này siêu siêu nâng ngực luôn đó các bác ơi, ren lên đẹp lắm luôn á. Cái này comment hồi em hiện nó sẽ là mã V6, V6 và để lại số điện thoại cho em. V6 ren nha các chị yêu nhá. 100 lên set dành cho ngực to đi ạ. Em không có trả lời có bộ nào đi biển được không chị? Có chứ. Nhiều lắm người đẹp ơi. Comment hỏi em hiện cái này là V6 và để lại số điện thoại giúp em. V6 và để lại số điện thoại.
Em có màu tím là 1 này. Em có màu rêu là 2 này. Chị Phan Na, cái gì chị Phan, sao chị Phan Na nói lặng lời thế? Hiền ơi, sao lâu nay chị comment chốt đơn mà không thấy bạn nào gọi chốt đơn vậy? Không bán hàng cho chị à? Không thì bảo chị để chị khỏi đặt hàng. Em ơi, chị nói gì nặng lời vậy chị? Không có đâu. Em không biết là chính xác là tình trạng là đơn hàng của bác như nào. Nếu như mà, nhưng em tin chắc rằng đơn nhà em là không bao giờ có chuyện, không bao giờ có tình trạng gọi là khách, gọi là nhân viên gọi là khinh thường khách hay là không muốn chốt hàng cho khách. Bởi vì bản thân bạn em, các bạn ấy muốn có lương thì các bạn ấy phải gọi là chốt đơn được cho khách. Tức nghĩa là bán được sản phẩm để các bạn mới có tiền. Nhà em là không có lương cứng. Em thề với chị luôn là nhân viên nhà em không có lương cứng. Các bạn ấy em tính theo tiền sản phẩm hết. Tức như một tháng mà bán được 1.000, 2.000 sản phẩm hay 5.000 sản phẩm đó, các bạn ấy có lương theo cái sản phẩm đó. Lương sản phẩm nhà em trả cao hơn. Ví dụ các shop khác người ta bán là người ta trả là lương cứng. Một nửa là lương cứng, một nửa là lương sản phẩm, nhưng nhà em không có đâu. Nhà em chỉ 100% là lương sản phẩm hết. Nên bác nói như thế là sai rồi. Em đang không biết là lý do tại sao. Có thể là em nhân viên em có gọi cho mình nhưng mà mình không có nghe máy, hay là mình để lại sai số điện thoại thôi. Chứ tại sao mà, chứ bác có bom hàng hay là bác có làm gì nhà em đâu mà nếu mà em một khi mà khách hàng nào mà em không muốn bán, em block ngay rồi. Không có tình trạng như thế đâu. Thông cảm với em Hiền với, để ngày mai em kiểm tra lại đơn hàng nhá. Hoặc là chị kiểm tra trong tin nhắn đi. Nếu như nhân viên em gọi điện cho mình không được, các bạn ấy sẽ có nhắn tin cho mình đó. Các bạn ấy có nhắn tin cho mình đó. Thông cảm với em Hiền nhá. Trời ơi, giờ sao lại nó không bán hàng. Trời ơi, thèm tiền muốn chết đi được mà không bán hàng chết à. Rồi ok, comment em Hiền là V6 nhá. Màu tím là 1 này, màu đỏ là 2 này, màu đen là 3 này, màu xanh là 4 này, màu hồng là 5 này, 155k cho một áo, 34, 36 và 38. Con này siêu tạo khe luôn. Trời ơi, đấy bác nói bác là khách hàng bao nhiêu năm, tại sao em lại đối xử với khách như vậy? Trời ơi, mình gọi là mình rất trân trọng từng khách hàng một. Nói thế khổ thân em, tội nghiệp em, đừng nói thế. À, dạ vâng ok, em cảm ơn rất là nhiều nhá. Comment thì em là V6 và để lại số điện thoại cho em. Thực sự luôn là bạn nào mà chửi khách một cái là em cho nghỉ luôn, cho dù có làm tốt đến cỡ nào. Nên là có vấn đề gì thì em cũng hy vọng là mọi người cũng bỏ qua cho em Hiền nhá. Chứ bảo em là khinh khách thì chết dở luôn ấy. Nói mỗi lần lên live này này, nói tốn calo lắm, nói gọi là sôi bọt mép ra. Để giữ một khách hàng mà bây giờ lại nói như vậy khổ thân lắm. V6 ạ, 155k cho một áo thôi, 34, 36 và 38. À, các bác ạ, tại vì thứ nhất ý, là em cũng còn nói trên live đó là các chị biết tại sao không ạ? Tại vì là nhà em ấy, inbox nó khá là nhiều. Em còn nói là mặc dù là inbox nhà em nhiều nhưng em vẫn phải cố gắng giải quyết không hết, nhưng em vẫn phải cố gắng em lên live như này. Thì mọi người nếu các chị mà inbox mà không có trả lời được, các chị có thể chốt đơn trên live. Em khẳng định luôn là các chị chốt đơn trên live sẽ được chốt đơn nhanh nhất luôn ấy. Ngày mai các bạn sẽ gọi điện luôn, có tin nhắn ấy. Các chị biết là nó nhiều quá mà giải quyết nó không hết. Em cũng chỉ mong muốn là mọi người nếu như bác nào nhận hàng nhà em nó bị sai hay bị nhầm hàng hay bị lỗi ấy, các bác gọi vào số hotline hoặc là các bác inbox thì mình sẽ giải quyết những đơn ở trong inbox thì nó sẽ còn, nghĩa là còn nhanh thôi. Chứ còn mà còn mà chốt đơn mà đợi mà tư vấn từng cái một trong inbox phải lâu lắm các bác ơi, thông cảm em Hiền nhá. Ôi dồi ôi, hết cả hơi các chị ạ. Có dạng quần lót nào mà dành cho mặc đầm không em? Chị ơi, Tấn Phát Nguyễn ơi, thứ nhất là chị inbox cho em một cái tin nhắn, thứ hai là sáng ngày mai chị gọi điện vào số hotline nhé. Ở trên album ảnh nhà em ấy, ở trên cái ảnh bìa ấy, cả nhà em có để lại số điện thoại chốt đơn và số điện thoại xử lý đơn hàng. Mình gọi vào đó để các bạn nhân viên em, các bạn lên đơn đổi cho mình nhé. Nhà em ấy, quần lót thì em sẽ đổi trả được. À, em xin lỗi, quần lót em xin phép là không đổi trả, còn áo lót thì em sẽ đổi trả thoải mái. Nên là các chị inbox cho em Hiền để nhân viên em lên đơn đổi nếu như nhận hàng bị rộng hay là bị chật nha các bác nhé. Mẫu này là dành cho ngực bé V6 và để lại số điện thoại cho em. Ngực bé mà con này là đẹp đỉnh luôn đấy chị, nó rất là nâng đẩy luôn. Dạ em cảm ơn rất là nhiều nhá. I love you. Thank you chị. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Ok, em Hiền qua mã khác nhá. Rồi bây giờ lên quần lót đúng không ạ? Em lên các chị con quần này em rất là thích này. Quần này em cũng đang mặc. Ôi sao đợt này nhá, năm ngoái các chị, năm ngoái em toàn mặc quần gọi là, năm ngoái em toàn hôm nay chắc nhân viên nhà em gọi điện cho chị nhưng mà chị bận không nghe máy, giờ chị đặt lại. Mình có thể kiểm tra trong inbox nhá. Các bạn ấy có nhắn cho mình một tin nhắn đúng không? Nếu mà bên em mà có gọi cho mình không được là các bạn ấy sẽ có nhắn một tin nhắn đó. Thì các chị nhắn tin ở trong đấy cũng được, hoặc là ngày mai các bạn sẽ gọi lại nhá. Hoặc là mình thích mình có thể đặt lại được, không vấn đề gì cả. Chị để lại số điện thoại lại trên này thôi, ngày mai các bạn sẽ tìm được đơn của mình.
Em không hiểu sao năm ngoái cả nhà cái gu của các chị có thay đổi, nhưng mà mỗi một năm ấy, mỗi một tháng ấy, cái gu quần áo của em nó thay đổi liên tục ấy cả nhà. Năm ngoái là em toàn mặc những quần su nó rất là mềm đây, năm ngoái mặc cái con quần này này. Năm ngoái ấy, cả một cái mùa hè em chỉ mặc cái quần này thôi, nhưng mà năm nay em lại chuyển sang ren các chị ơi. Rồi lát em giơ quần đấy xem nhé. Năm nay chỉ mặc quần ren thôi. À, dạ vâng, em cảm ơn rất là nhiều. Chỉ cần mọi người để ý điện thoại nghe máy là có được chốt đơn ngay rồi. Xem nó có lên pin không ta. Ok. Comment thì em là Q8. Các chị ạ, con quần này xinh xỉu luôn. Gen rất là mềm. Quần này em đang bán là 175.000 năm quần. Có nghĩa là em ơi gửi hàng đổi cho chị với nhé. Dạ vâng ạ, mình đã được xử lý đơn rồi. Là đơn các bạn ấy sẽ đi luôn trong ngày luôn các bác ạ. Cái này comment thì em là Q8 và để lại số điện thoại cho em. Quần này em có size từ 40 cân đến 65 cân là các chị mặc vừa. Bác nào không thích cái nơ các chị có thể bỏ nơ đi. Em cũng bỏ nơ đi, con quần gen này rất là đẹp luôn. Quần này em đang bán là 175.000 năm quần, có nghĩa là 35.000 một cái. Bây giờ em sale qua quần này còn có 150.000 năm quần thôi. Quần này đẹp lắm các chị, em có màu vàng là một này. Có, em có nhìn thấy comment của bác mà. Comment mã đơn hàng để lại số điện thoại nhé. Xin lỗi các chị là môi em mới đi xăm hôm qua hôm kia về nên là môi đang khô. Nói chuyện nó cứ trúng trúng cái môi khó chịu quá. 150.000 cho 5 quần. Ôi dồi ôi, quần này xinh lắm các chị ạ. Có size M, size L, XL nhá. S29 có những màu gì nhỉ? S29 ơi, từ từ em lót cho con S29 là con gì. Ok, em S29 em có màu hồng, màu nâu, màu hồng, màu kem, màu trắng, màu đen. Còn màu gì nữa ta? Hình như là màu đỏ nữa sao? Em ơi, quần kể chị mua bị rộng. À, xin phép các chị là quần lót thì em sẽ không hỗ trợ đổi. Nhưng mà áo lót thì em sẽ hỗ trợ đổi được cho các chị nhé. Q8 và để lại số điện thoại cho em hiền 150.000 cho 5 quần. Nghĩa là nó chỉ có 30.000 một con quần lót thôi. Em hiện có size M, size L, XL nhá. Gen siêu mềm luôn. Bác nào không thích nơ mọi người có thể bỏ nơ đi được. Q8 và để lại số điện thoại. Quần đẹp lắm các chị. Quần này là cặp thấp thôi, nó không phải là cặp cao nhá. Có áo lót không gọng dành cho ngực bé không? Em có đấy chị yêu ạ. À, em có một con áo này nhưng mà nó sẽ là gọng dẻo nhá. Mặc lên rất là mềm luôn. Q8 và để lại số điện thoại cho em. Ôi. Q8 ạ. À. Áo lót mà không có gọng từ. Ôi tóc rối. Quần gen không phải quần lót à? Dạ vâng, ok chị yêu nhá. Em nhận được hàng rồi chị ơi, quần đẹp thích là hàng đẹp thích mặc thích, em cảm ơn rất là nhiều nhá. Xem lại Q84 à. Q84 là con quần này. Q84 là con quần này nhá. Quần này là quần big nha, quần kẻ đằng sau chị xem để em xíu này. Rất là dành cho ngực to hả? Q84 và để lại số điện thoại giúp em. 120.000 cho 3 quần thôi. 120.000 cho 3 quần. Siêu xinh nhá. Chơi quần áo nào nâng mút nhẹ không quai để mặc dạ hội không ạ? Ý là chị muốn mặc hở quay đúng không? Em có con V19 đẹp xỉu luôn. Tại sao em cứ giới thiệu các chị con V19? Con này nó xinh lắm. Đợi em tí, em lên nốt con này đã. Lên nốt con đệm giày đã. Em sale nốt cho các chị con này. À đây, em có hai con áo để em sale cho các chị đây. Các chị ạ. À, áo này. Có bác nào mua con C20 nhỉ em hiền chưa? Em còn có vài con thôi. Con áo này nâng đẩy đẹp lắm, em sale giá siêu sốc luôn này. Mỗi bác cho em xin một nút thả tim đi, không cần phải chia sẻ gì hết em. Sale các chị con áo này. À ngực bé muốn kiếm cái áo nâng nhiều đây, mặc con áo này cho em hiền nhá. Ngực bé à? Nào thì ngực bé này, ngực bé mặc sang con này cho em hiền này. Nhận được hàng rồi, mặc thích lắm. Em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Con áo này em sale rẻ này. Dành cho bác nào nhanh tay này. Quần nào nhỉ? Quần Q8 mặc váy chắc là bị hằn lên á. Quần nó là quần ren rồi. À, Q84 không chọn màu nhá, người đẹp nhá. Q84 cho em hiền nha. Bác nào lấy quần đấy comment là Q84 cho em. Áo này trời ơi, nâng nhiều lắm các chị ơi. Con này chỉ dành cho các chị ngực bé thôi. Mặc đẹp mà em gửi nhầm mẫu cho chị đấy, nhầm màu hả? Thôi nhận hộ em, thông cảm với em. Đùa đấy. Nếu như mà bác hoan hỉ, bác vui vẻ thì bác nhận hộ em. Còn nếu không thì inbox em đổi lại. Tại vì thông cảm với em hiền với là nhân viên của em, các bạn ấy đóng sai. Sẽ có lúc các bạn ấy sẽ đóng sai. Đóng sai, đóng nhầm. Ủa dồi, nó đóng sai, đóng nhầm suốt đi mà. Ủa, có chửi gọi là có nói gọi là nói như nước đổ đồ vịt thì nó cũng sai thôi à. Một ngày nó đóng kiểu như 600-700 đơn, 800 đơn một ngày các bác.
không tránh được. Nên là bác nào mà có nhận hàng sai, nếu mọi người cảm thấy là mặc được này, mọi người cảm thấy là vui vẻ này, thì các chị nhận hộ em. Còn nếu bác nào mà khó tính, các bác mà không muốn gọi là phải đúng màu đúng sai mà ngoài, thì các bác inbox cho em sẽ đổi cho các bác nhé. Thông cảm em hiền vối, không tránh được các bác ạ. Bây giờ có chửi mấy chửi nữa thì nó cũng thế thôi, mà chửi nhiều quá là nó nghỉ việc, là không có anh của đóng đơn cho đâu, khổ lắm. Nhiều lúc cũng chỉ có nói lâu lâu nói. Đôi khi nhầm lẫn không, nhầm nhiều chết luôn các chị ạ, nhầm nhiều khách chửi chết luôn ấy. Trời ơi, có chị nào dễ tính thì chị ok, không vấn đề gì đâu. Lần sau chú ý chị là được, còn bác nào mà thực sự luôn là mọi người mất tiền ra, mọi người mua, mọi người phải nhận được cái hàng đồng ý chứ đúng không? Thì có lúc là nó cũng sai sót. Nên là mọi người thông cảm em hiền nhá, chỉ cần nhắn tin cái em lên đơn đổi ngay cho các chị á. Mà nhà em đổi hay lắm, nhà em đổi cái là ví dụ như là các chị nhận được hàng mới, các chị đưa cái hàng nhầm đó cho bạn ship luôn, chứ không có tình trạng là các chị phải đi ra chỗ này ra chỗ kia gửi hàng lại cho em, mất thời gian lắm các chị ạ. Rồi ok, mẫu này nâng đẩy này, ôi em bảo giá nghe sốc cực kỳ nha. Áo này đệm dày nâng đẩy nhiều, và con này chỉ dành cho các chị ngực bé thôi, mặc lên nó rất là tạo khe luôn. Comment này em là C20 đi, em báo giá một cái là hết hàng, em báo giá một cái là em hiền qua mã luôn. Em có màu đỏ là một này, con này em có màu kem là hai này, em có ngực bé mà hai bên nách bị lòi thì mặc cái nào đi Hường để em xíu nhá. Cạp nó không cao ạ, em có màu đỏ là một, màu kem là hai, màu hồng là ba và màu đen là bốn ạ. Comment này em là C20, áo này là có gọng dành cho các chị ngực bé muốn nâng đẩy nhiều, quả mút của nó khá là dày luôn. 95.000 một áo, đây là giá mà em hiền xả sốc luôn đó các chị ạ. C20 và để lại số điện thoại cho em. Áo không dây thì em vừa lên con C21 xinh lắm ạ. C20 và để lại số điện thoại. 95.000, các chị không nghe nhầm đâu các chị yêu nhá. Không nghe nhầm đâu, lấy 2-3 cái đi. Nó không về hàng đẹp quá, muốn quay lại lấy thêm để hết hàng. Vì giá em xả 95.000 em tin chắc các bác là ngày mai em hiền cháy hàng luôn. Xả 95.000 là ngày mai là không còn hàng luôn. Ok chưa ạ? C20 và để lại số điện thoại cho em. Nhanh tay nha các bác nha, số lượng ít lắm. Qua mã luôn. Đây, có chị hỏi là ngực bé nhưng mà nách cứ bị lò sang hai bên thì mặc áo nào? Em lên mã nhá. Khổ lắm. Ngực bé mà nách kiểu như là mình có. Thực ra là nhiều chị rõ ràng là không có bị béo đâu nhá. Nhưng mà kiểu cái do mình chắc là mình cũng không có đi thể thao được nhiều, hay là nói chung là do cái lúc mà mình mới sinh em bé xong mình bị lên cân ấy, xong lúc xuống ấy mình lên là hai cái phần mỡ nách của mình, hai cái phần nách bên này, hai cái phần lưng của mình ấy nó hơi thừa thịt một tí xíu, không vấn đề gì đâu. Em có con áo này đẹp xỉu luôn. Đây, mặc con áo này cho em. Đệm dày nâng đẩy, bản áo to ghen hết cái phần lưng lại, ghen hết phần mỡ nách lại, lên áo không dây đi em, để em xíu nhá. Quần lót nam để em xíu này, comment thì em hiền nó sẽ là C11 này. Ôi trời ơi, chị chúc mừng năm mới chị nghe. Trời ơi, em là em tâm đắc nhất cái câu chúc mừng năm mới của chị ấy. Nhân viên đóng không nhầm hàng nữa. Trời ơi, cái điều này là cái điều mà chủ shop nào cũng mong muốn, ai cũng mong muốn điều này. Rồi các bác ơi, nói gì nói chứ bản thân em mà nhiều lúc mà nhân viên đi nghỉ ấy là các bác cho em ngồi em đóng hàng, em cũng bị đóng sai cơ. Có khi em còn sai nhiều hơn chúng nó cơ. Trời ơi, em cảm ơn cái lời chúc mừng của bác nha. Chúc gì đâu mà đúng ý dã man ý. chúc mừng năm mới, hy vọng năm mới gọi là không đóng nhầm hàng cho khách nữa. Cái này điều này em mong muốn lắm luôn đấy bác ạ. Ok, đây, che hết phần mỡ nách nhá, em đảm bảo với chị luôn là ghen hết luôn. Mà con này đệm dày, ngực bé lên rất là xinh luôn. Comment hãy em mình là C11 và để lại số điện thoại giúp em. Áo này em đang sale giá cũng rất là rẻ thôi, có 155.000 một áo thôi. Để em giới thiệu con áo này cho các chị xem nhá. Mã nó là C11 cho em hiền ạ. Em đặt hai cái đai nịt bụng, hai cái đai, em đặt cả đai nịt bụng mà không thấy có đơn ấy hả? Dở quá nhờ, để em tìm nhá, để em kiểm tra đơn hàng nhá. Comment hãy em mình là C11 và để lại số điện thoại cho em. Áo này nhá, đệm dày của nó là đệm dày những 5 phân cơ. Cái bản áo thì khá là to, mình có giới thiệu các chị rồi. Con này nó sẽ ghen được hết cái phần lưng, ghen hết cái phần mỡ nách lại. Mà không có ai gọi điện chốt đơn, chị Nguyễn Thị Nhung ơi, mình để lại số điện thoại đi. Ngày mai em kiểm tra lại đơn hàng cho mình nhá. Để lại số điện thoại cho em hiền ạ. Đây bác ơi, comment thì em hiền là C11 và để lại số điện thoại cho em. 155k. Áo này này, bình thường ấy, nếu như mà áo đệm dày thì nó sẽ có một cái quả áo nó rất là dày. Mình mặc những cái quả áo này nó sẽ bị bừa ra, hoặc là quả áo này nó bị, nghĩa là nó sẽ bị lộ viền nếu như mình mặc áo mỏng quá. Nhưng con áo này có lớp vải mỏng như thế này này. Rồi ơi, đóng hàng nhầm nó là chuyện bình thường thôi. Bản thân em đóng hàng cũng sai tóe lên, nhưng mà chỉ sợ khách chửi đó chị ạ. Bác nào thông cảm được thì ok, đổi trả không vấn đề gì hết. Còn bác nào mà khó tính là chửi chửi cho sắp mặt luôn.
Ghen lưng nhưng đệm hai phân có không? Có chứ chị. Comment hỏi em Hiền nó sẽ là C11 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. 155k một áo, đai nịt bụng hiện tại em Hiền đang cháy hàng rồi. Ngực to một chút xíu, đợi em xíu này. Comment hỏi em Hiền là C11, áo này là đệm đệm vừa nhầm cho tôi xong. Thông cảm với em Hiền nhá. Thông cảm với em Hiền với. Đầu óc lúc đấy đang nghĩ cái gì đó. Màu xanh là 1 này, màu kem là 2, màu đen là 3 và màu đỏ là 4 ạ. 155k một áo, 34, 36 và 38. Chơi hàng của em còng chút Tết chắc là đi được rồi đấy chị Hạnh Đinh ạ. À, đơn của Hạnh Đinh đúng không? Em đoán là đi được rồi đấy, chúc Tết. Bây giờ đi được rồi đấy ạ. Bây giờ là Tết xong người ta mở tuyến khá là nhiều ấy, nên là chắc là đi được rồi ạ. C11 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. 155k một áo thôi. Áo su trơn mút mỏng mà mặc áo ôm thun đây. Em Hiền lên ngay bây giờ đây. Áo ấy em Hiền đang mặc nhưng mà đệm nhỏ, để em xíu nhá. Để em xíu ạ. Đây áo áo mà mút mỏng đúng không? Mặc ngực to đúng không? Mặc sang con này này. Quần kẻ đằng sau đây, sao lên sau này con em sẽ lên quần kẻ ngay bây giờ đây. Đây em có con áo này. Đẹp xỉu luôn. Ôi dồi ôi. Quần kẻ đằng sau, quần này là Q21. Còn không biết. Q21 và để lại số điện thoại cho em. 175.000 năm quần. Quần này dành cho bác nào mà có cân nặng 48 cân cho đến 65 cân là các chị sẽ mặc quần này sẽ rất là xinh. Quần này á nó là con quần gọi là chất cốt tông ấy cả nhà. Nó viền đúc như này. Cái viền này nó mặc lên nó rất là mềm và rất là mát. Mặc quần này ôm mông, nó không có sexy nhưng mặc nó rất là ôm mông và thoáng luôn. Mã quần này comment hãy em thì nó sẽ là mã Q21 175.000 cho 5 quần. Q21 và để lại số điện thoại cho em. Màu toàn là màu dễ mặc thôi ạ. Q21 và để lại số điện thoại cho em. Chờ áo không quay lâu quá. Áo không quay khi nào em có lên. Nay em vừa nhận được hàng đẹp lắm. Em cảm ơn rất là nhiều. Áo không quay em có con C21 em có lên rồi này. Em có lên rồi chứ. Đây ngực to đây chị ơi. Em đang lên sen kẽ đây chị ơi. Ngực to đây nhá. Đây 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 chị ơi. Ngực to lấy sang mẫu này cho em này. Q21 là cặp cao đúng rồi. Quần không viền để em xíu nhá. Quần này comment thì em là C3 và để lại số điện thoại cho em. C3 và để lại số điện thoại này. Ngực to đây. Ngực to đây, ngực to lấy sang con quần này cho em Hiền nhá. Q3 và để lại số điện thoại cho em. Con này đây là áo su hạng C3, em xin lỗi ạ. Con này là C3 và để lại số điện thoại cho em. Con này là dành một con áo su hàng rất là xịn. Áo này nó sẽ dành cho bác nào mà có ngực, làm ngực, ngực to. Mặc loại này nó rất là nhẹ luôn. Hàng này của em là hàng có gọng nhưng mà quả áo lên đẹp lắm. Mã này là C3. 255k cho một áo. 34, 36 và 38 cho em Hiền ạ. C3 cho em Hiền màu nâu và màu hồng. Màu rất là đẹp luôn. 255.000 thôi. Hàng siêu đẹp luôn. Mặc đầm hở lưng mặc áo nào. Do đầm hở lưng em có một con áo này. Nó rất là đẹp này. Để em xíu nhá. Comment thì em thì là C3 và để lại số điện thoại cho em. C3 nhá. 255k cho một áo 34, 36 và 38. Mã là C3. Hàng này là hàng su xịn đấy. Ngực to đúng không? Ngực to em có lên từ nãy giờ. Em cũng có lên nhiều mã mà. Ngực to này. Áo này là giống như con C11 nhưng mà lại giống như con C11 nhưng mà lại phải mút nhỏ đúng không? Đợt này là do em cũng đang bị hết hàng đó. Em cũng đang bị hết hàng đấy. Nhưng mà chị có thể lấy sang con V19 này. Rất là xinh này. Mẫu tiếp theo nhá. Đây, con này. Chốt nhanh cho em con này, xinh xỉu luôn. Dành cho các bác làm ngực này, con C3 này đẹp lắm. Áo này mặc về áo dài thì quá là tuyệt vời luôn. Em nhận được đồ rồi, mặc đẹp và em làm em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Xét quần, quần lót đây em lên đây. 255k cho một áo ạ. C3 là 255 ạ. Đây. Đợi em tí nha. Đây. Ở đây có bác nào mà làm ngực hay là có ngực ngực to không? Loại gen này nó rất là đẹp này. Comment thì em là S11 và để lại số điện thoại cho em. S11 và để lại số điện thoại cho em. Hàng của em đi chưa? Em mua set quần lót đẹp quá mà phải quất thêm cả chục quần. Đẹp, mua rồi, chắc là nếu mà đã được gọi điện chốt đơn thì đơn sẽ đi rồi nhá.
bác mua quần gì đấy, bác có thể gọi là feedback cho các chị em biết được không, để các chị em cùng nhau chốt đơn được không? Chứ em hiện giới thiệu là không ai tin em đâu. Các chị là cứ phải lưỡng lự, các chị cứ phải là có ai feedback thì các chị mới mua cơ. Hàng S rất là sexy luôn. Comment thì em là S11 và để lại số điện thoại. Em có hai màu nhé. Cái dòng này là dòng không có mút đâu. 280k cho một set thôi. Em có màu hồng và có màu kem. S11 có quần chứ chị. Đây, quần đây. Quần đẹp xỉu luôn. Nhìn này thôi nhưng mà gen nó mềm lắm nhá. S11 và để lại số điện thoại cho em Hiền. 280k cho một set. Bác nào mà làm ngực có ngực thì mặc cái loại này sẽ rất là xinh nhá. Con này thì nó không có nâng đẩy nhưng mà nó rất là sexy. S11 cho em Hiền ạ. 280k cho một set 34, 36 và 38. Đây em mặc cái áo quây này cho các chị này. Cái áo này á là áo mặc có dây cũng được. Từ mùng 10 tháng 1 vẫn chưa thấy. Chết giờ luôn. Chị cho em mình xin cái số điện thoại em kiểm tra lại đơn hàng nhé. Tại sao lại có thể đơn hàng lâu như vậy? Chị ơi cho em đổi áo được không? Mặc áo xe 34 không vừa được. Inbox cho em đổi hàng cho mình nhá. Thoải mái luôn ấy. Sợ các chị không dám inbox thôi. Inbox đi, đổi hàng luôn này. Hoặc là gọi thẳng vào số hotline cho em Hiền nhá. Nhận được quần legging nhà em rồi, mặc thích lắm. Ôi cảm ơn chị nhá. Hôm nay lười thay quần nó không có lên quần legging. S11 ạ, có set đệm nhưng mà không có gọng không chị? Chị muốn có đệm một chút xíu nhưng mà không có gọng đúng không? Thế hả? Chán thế nhở? Lần sau nhớ mã để còn feedback cho em Hiền nhá. Ủng hộ shop dài dài em cảm ơn rất là nhiều nhá. À con quần Q40 đúng không? Em thông báo các chị là quần Q40 em còn đúng 50 quần là hết hàng ấy này. 50 quần mà mỗi một khách chốt 3 quần thì là còn được bao nhiêu khách chốt ta? Còn được bao nhiêu khách chốt con quần Q40 đâu nhở? Tướng bảo hôm nay không có để quần Q40 lên đây nhá. Đây, con quần Q40 này. Chị vừa khen quần Q40 này, gen đẹp lắm. Quần lót. Quần này nó không phải là cái loại quần cạp quá trễ. Nó là kiểu không phải là quá cao, không phải quá thấp. Đằng sau lưng của nó này, gen nó rất là mềm luôn. Quần này là dưới 65 cân, các chị mặc rất là mềm. Đó. Mua nhiều loại sao nhớ nổi. Quần này là Q40 nhá. 115.000 cho 3 quần. Em khẳng định luôn, mặc quần này siêu mềm luôn. Nó vừa sexy lại rất là đẹp. Dưới 65 cân là các chị mặc vừa. Quần này đẹp lắm các chị ạ. Các chị không bỏ phí ra 38.000 mua con quần lót xinh xinh như này đâu. Lớp lót này rất là xịn luôn. Q40 và để lại số điện thoại cho em. 115.000 cho 3 quần. Còn dầu hốt em dầu hốt luôn à. Q40 và để lại số điện thoại cho em Hiền. 115.000 cho 3 quần. Xinh lắm các chị ạ. Em có rất là nhiều màu nhá. Đâu đây, rất là nhiều họa tiết xinh. Nhiều họa tiết đẹp lắm các chị ạ, toàn màu xinh xinh thôi. Q40 cho em Hiền ạ, 115.000 cho 3 quần. Quần nam đúng không? Quần nam thì em có loại này. Quần nam thì em có loại này, đợt này em chỉ bán cái loại này và có loại quần kháng khuẩn của nam thôi, quần này này. Mua rồi, chia mỗi đứa em một cái, khen nức nở đẹp nhỉ. Trời ơi, thiếu thảo dã man luôn đó chị. Em đấy chị mua cái gì chị cũng nhường cho em chị. Trời ơi. Quần này comment hỏi em Hiền. Quần này comment hỏi, nhưng mà như thế là tốt nha. Cố gắng phát huy nha. Tình cảm trẻ em lên ngôi. Rất nhiều người mong muốn có tình cảm như chị khó lắm đó. Quần này comment hỏi em Hiền là mã M8 đúng không? M8 và để lại số điện thoại cho em Hiền. M8 và để lại số điện thoại cho em. Quần này chất thun lạnh rất là mát luôn á. Lên áo mặc dạ hội mà mặc hở lưng ấy hả? Đợi em tí nhá. Cái này comment hỏi em Hiền nó sẽ là mã M8 và để lại số điện thoại. Quần này mặc rất là mềm, siêu siêu mát luôn. Chất liệu là thun lạnh nhá, mặc cực kỳ thích luôn ạ. Cái này comment hỏi em là M8. Có size từ 50 cân cho đến 85 cân là mặc vừa. Quần này đang bán là 200.000 cho 5 quần. Có nghĩa là nó chỉ có 40.000 một quần thôi. 200.000 cho 5 quần nhá cả nhà. Chất liệu thun lạnh, quần của nam đó các bác ạ. Mặc lên nó rất là mát luôn, mặc nhẹ tênh luôn à. Mặc như không mặc lại thích lắm. M8 phải để lại số điện thoại cho em. Có size LXL và XL là từ 50 cân à... Dạ vâng ok ạ. Gần 1 tuần kiểm tra đơn hàng mà chuyển khoản luôn rồi. Ok chị Thu Hằng nhá. Chị ơi chị để lại số điện thoại trên này để em kiểm tra đơn hàng nhá. Dạ vâng ok chị Bình Vân nhá. Cái này comment hẹn em Hiền là mã M8 và để lại số điện thoại cho em Hiền 200.000 cho 5 quần.
Thu Hằng ơi, cho em mình xin số điện thoại đi. Tại sao lại đơn hàng cả tuần rồi không nhận được hàng nhỉ? Chị mấy kia đang mặc size gì áo em? Áo em thì đang mặc là size 34. Rồi Thu Hằng ơi, em có xác nhận đơn hàng của bác rồi. Bác để lại số điện thoại đi để em kiểm tra đơn hàng nhá. Thông cảm em miền với. Do có thể là ship rồi nhưng mà bên giao hàng người ta chưa có chịu giao thôi, chứ không phải là em không có giao hàng cho bác đâu. M8 và để lại số điện thoại cho em. 50 cân trở đến 85 cân là các anh sẽ mặc vừa được con quần này. Mặc nó mát đó các bạn. Gần một tuần rồi, sao lại thế được nhở? Chán đời ghê luôn á. Thật sự là tắc trách đó. Một tuần trời rồi khách không nhận được hàng, chết dở này. Hàng thất lạc đi đâu ạ? Ôi dồi ôi, hết cả hơi. Ok Thu Hằng nhá, em xem lại. S11 còn màu gì chị xem. S29 còn màu đen không? S29 em hiện còn nhá. S11. Còn S11 em chỉ có hai màu, màu kem và màu hồng thôi. Đây ạ, S11 em chỉ có hai màu này thôi. Màu kem và màu hồng thôi bác nhá. 280k cho một set. Con S29 thì người đẹp đợi em một tí xíu đi. Em chưa nhìn thấy con S29 ở đây. Em nhìn cái là em lên ngay cho bác luôn. Rồi ok, mẫu tiếp theo của em Hiền đang mặc này. Mẫu này comment của em Hiền nó sẽ là V19. Các chị ạ, con áo này đẹp cực kỳ luôn á. Áo em Hiền đang mặc là rất là xinh này. Ngực bé mặc được, ngực to mặc được, ngực trẻ xệ mặc được, ngực nào cũng mặc được. Em khẳng định luôn, em chưa bao giờ bán một con áo lót nào em có thể tự tin nó chị là ngực nào các chị cũng có thể mặc được con áo này. Ngực nào mặc được. V9 đang mặc mềm thoải mái không xốp. Con này thì nó không phải là dòng quá mềm, nó là dòng có gọng, mặc lên nó rất là ôm ngực, nâng ngực. Và các chị mặc quây cho em thì rất là đẹp luôn. Cái bản áo con này là bản to, nó rất là ghen lưng luôn. Nên là bác nào có mỡ nách này, bác nào muốn mặc quây mặc hai dây này, các bác mặc con áo này nó rất là ôm ngực luôn, nó sẽ không bao giờ bị tụt luôn, em đảm bảo luôn. Trời ơi, em lấy cái danh dự, em lấy cái uy tín của em ra em lấy cái uy tín của em ra là em khuyên các chị nên chốt con áo này, xịn vô cùng luôn. Mặc dù là 38 đang bị cháy hàng nha các bác nha, 38 là không còn cái nào nhá. Comment của em Hiền là V19 và để lại số điện thoại. Bác nào chốt 34 36 thì chốt đi. Còn 38 thì nợ đơn cho em Hiền. Em có màu đen là 1, màu hồng là 2, màu đỏ là 3 và màu trắng là 4. 260k cho một set. Em khẳng định luôn con áo này không có nhà nào bán dưới 200, dưới 300 nghìn. Mỗi nhà em thôi. Tôi biết nhà Hiền bị nghiện tốn kém quá. Chị ơi đừng nói như vậy. Không được nói như vậy. V10 size 38 không, quả có to không ạ? To chứ, quả nó to chứ. Con này là quả to quả sâu mà. V19 cho em Hiền nhá, 38 đang bị hết hàng rồi. Còn 34 và 36 thôi. V19 mà để lại số điện thoại cho em quần đấy ạ. Cái này em bán theo cả set không tách lẻ nha các bác nhá. 290k cho một set 34, 36 và 38 cho em Hiền. V19 cho em. Xinh lắm các chị. Ôi đẹp lắm luôn ý. Em dơ bảng màu này. Đây bản áo này. To cái lưng. V19. Màu con này đệm 2,5 nhá. Màu đen là 1 này. Màu hồng là 2, màu đỏ. 34, 36 thì còn hàng nhưng 38 thì đang bị hết hàng. Không có còn một bộ nào hết đấy các bác. Các chị muốn lên quần là đợi em xíu. V19 và để lại số điện thoại giúp em. Khổ cái thân tôi, chán lắm cơ. Con này khách chốt 38 nhiều lắm. Ngực bé mặc được không? Mặc được. Ngực bé mặc được. Không mặc vừa em sẽ đổi lại. Trời ơi tự tin lên đi người đẹp ơi. Hàng này đẹp lắm luôn ý. Đâu nhở? Có con S29 nhà em đâu nhở? Rồi xong con bé nó quên con S29, không bỏ con S29 ra đây rồi. Con S24 cũng không thấy bỏ ra rồi. Ôi chán con bé này quá. Ôi mấy cái con hàng mới nó không có bỏ ra cho em các chị ơi. Em không biết làm nào luôn á. Để em xíu nha. Hàng mới không hề có con nào đây. Chết mất rồi. Chán rồi. Chán ghê luôn đấy. S29, S24 không mẫu một con nào ở đây luôn. Chán chết đi được. Không có. Áo mặc với đầm hở lưng à? Đây. Chán ghê luôn đấy. Cái hàng S em có nhiều con xinh lắm mà nó không có để ở đây.
Sao nó lại quên được nhờ? Chán ghê. Áo mặc với đầm hở lưng sau này em sẽ lên nhé. Chán quá đi thôi. Có set mút mỏng mà quần lưng cao không à? Set mút mỏng mà quần lưng cao để em xíu nhá. Mút mỏng dính được không? Hay là phải có gọi là có một chút mút hay là như thế nào hả chị? V19. Quần à? Ok chị. Quần nhà em là vô bờ bến luôn. Nhiều quần lắm. Set mút mỏng quần lưng cao để em xíu nhá. Bán gì đây? Bán cái gì? Cứ đứng đây một lít một lúc là sẽ biết là bán cái gì ngay luôn á. Ồ, rất tiếc với bác nào mà ngực to nhá. Em có mấy cái set gen đẹp vô cùng luôn nhờ. Hôm nay không có để lên trên này rồi. Không có để đây rồi, con S24 này. V19 chắc là phải đâu đó phải là nửa tháng nữa. Sớm phải nửa tháng nữa mới có được hàng bác ơi. Hôm nào có hàng thì em sẽ lên live. Em sẽ thông báo ngay trên live để con này em cháy hàng rồi làm. Con này em đắt hàng lắm. Ngày nào cũng phải hỏi, ngày nào cũng có người hỏi luôn á. Ok, con này đang sale rất là rẻ luôn đây này. Lên set mới đi, set cũng mua gần hết rồi, đã bảo. Chán quá cơ, em có mấy cái set mới đẹp lắm luôn ý. Mà nó không có để hàng đây cho em để em like. Em coi, bộ trắng em coi, đợi em xíu nhá. C49 và để lại số điện thoại cho em. Áo này là dành cho ngực bé, nửa quả, khoét ngực sâu, nâng đẩy nhiều. Vệ C49 và để lại số điện thoại cho em Hiền. 139k một áo thôi. Áo này các chị có thể thay dây được. Cái nửa quả nó rất là, quả nó rất là sâu, quả nó rất là dày luôn, nâng đẩy nhiều. Cái quả này là, ý là cái form áo nó nhỏ ấy. Các chị ngực bé, người gầy gầy mà có loại này lên nó rất là xinh, cảm giác nó khoe ngực nhiều hơn. Cái này comment là C49, đang sale còn 139k thôi. Màu trắng, màu này là màu kem, màu đen và màu này là màu xanh. C49 mà để lại số điện thoại xem Hiền. 139k một áo thôi, có 4 màu. Màu lên rất là tây nhá, cái màu xanh này lên tôn da lắm, tôn da lắm các chị ơi. 139k thôi, C49 mà để lại số điện thoại giúp em. C49, 139k. Ok chưa, lên quần lót à? Nào, lên quần lót rồi mà không lộ viền đúng không chị? Quần lót mà không lộ viền, em có loại quần này. Cặp cao. Mà có bị nóng không à? Thật ra là đệm dày nó sẽ hơi nóng hơn những cái loại mà đệm mỏng. Nhưng mình ngực bé phải chấp nhận bác ơi. Quần này comment hãy em là quần đúc và để lại số điện thoại giúp em. Quần này là quần không đường may. Quần đúc, chất liệu là đúc, rất là mềm. Quần này rất là co giãn, mặc cái loại này nó không bị xù, không bị bay. Siêu mát luôn. Comment hãy em là quần đúc và để lại số điện thoại giúp em. Dạ, mút của nó là mút dày nhé chị Ngọc Sương nhé. Mút dày 3 phân và nâng đẩy nhiều đấy ạ. Em ơi, thấy tin nhắn của chị không? Chị Kim Anh ơi, sáng ngày mai nhân viên bên em sẽ check tin nhắn của mình nhá. Quần này em đang sale là 130.000 cho 5 quần thôi, có nghĩa nó chỉ có 26.000 một quần thôi các bác. Quần đúc và để lại số điện thoại cho em, 130.000 cho 5 quần. 130.000 5 quần. Ok chị, em có size M, size LXL, 40 cân đến 65 cân là các chị sẽ mặc vừa. Quần đúc và để lại số điện thoại nhé. Quần đúc cho em hiện ạ. 130.000 cho 5 quần, siêu mát luôn. À, hỏng áo hở lưng. Hở lưng, hở vai hả? Hở lưng có chứ hở vai. Đợi em xíu nhá. Quần đúc và để lại số điện thoại cho em Hiền ạ. Chất nó rất là mềm nha. Các nào mà muốn không lộ viền này, muốn ôm bụng cặp cao, các bác lấy sang cái loại này. Mặc rất là mềm luôn. Em mà đến ngày đến tháng em toàn mặc cái loại này, cảm giác nó ôm nó sẽ không bị tụt đi cả nhà. Rất này nó không bị bay nữa. Qua em ra xem thì tiếp vào lò không vấn đề gì cả. Quần đúc nhá. 130.000 năm quần. Có quần tiếp theo là con quần ren này. Đây là con quần mà hôm nay em vừa mặc up lên đây. Có sai chứ? Quần đúc em Hiền có size M, size L, XL, 40 cân đến 65 cân là các chị sẽ mặc vừa cho em Hiền nhá. Quần đúc ạ. 130.000 năm quần, quá là rẻ đúng không? Sao tóc tai em nó cứ rối như như gọi là như thế này. Ok, con quần gen tiếp theo này, quần này có mẹ em là Q12 nhá. Quần này em có size M và size L. 40 cân đến 60 cân là các chị sẽ mặc vừa. Quần này em đang sale chỉ còn có giá là 150.000 cho 5 quần. Q12 và để lại số điện thoại gen, 150.000 cho 5 quần. Lớp lót gen siêu siêu đẹp luôn. Q12 và để lại số điện thoại gen. Đây, 150.000 5 quần.
có size M và size L dưới 60 cân là các chị sẽ mặc vừa nhé. Cái gen này nó rất là mềm, mặc lên nó rất là mát luôn, siêu thoáng. Q12 và để lại số điện thoại cho em. 150.000 năm quần. Mềm, quần này rất là mềm luôn. Q12 và để lại số điện thoại cho em. Nào thì lên một con áo đệm dày nhá. À đây, em đi tìm con áo mà khoét khoét đúng không? Đây 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 đây. Áo đang mặc là 2 khuy sao nhỉ? 2 khuy sao ấy? Chỉ có 2 khuy thôi. Con áo này này. Áo này các chị có thể mặc mặc dáng áo dài được, mặc dáng hở lưng được nhá. Cái áo này nó sẽ có một cái dây. Ấy. Nó sẽ có một cái dây gọi là dây nối bắt chéo qua người này. Ở đây em đang không có để cái dây đây. Các chị bắt chéo các chị có thể mặc hở lưng được. Con này các chị mặc hở lưng được. Quần gen hiện tại em hiện đang hết hàng rồi người đẹp ơi, hẹn chị vào buổi live sau nhá. Chắc không phải chục ngày nửa tháng nữa em mới về được. Rất là lâu em mới về được quần gen tiếp. Quần gen đợt này cháy hàng liên tục luôn ạ. Từ trong Tết rồi là hàng đã về được cái gì đâu. Giờ em còn gì em bán nốt cái đấy thôi. Hàng khủng luôn à. Đây bác ơi, áo này này, áo này là mút 2 phân, con này là khoét ngực này, nâng đẩy này. Áo này nó thuộc dạng là mút mỏng nhưng mà rất là nâng đẩy nhá, tạo khe siêu tốt luôn. Bởi vì cái này cái độ khoét nó khá là sâu. Và áo này nó sẽ có một cái dây rất là dài để dây nối, nối áo này. Các chị mặc kiểu như là bắt chéo này, bắt chéo như này. Thì các chị có thể mặc quây con áo này được rất là, à mặc hở lưng con áo này rất là xinh nhá. Cái này comment hệ em hiện nó sẽ là mã C22. 199k một áo C22 và để lại số điện thoại cho em Hiền. 199k. Chip cốt tông không viền cạp vừa chứ có không? Chip cốt tông mà không có viền mà cạp vừa vừa thôi hả? Em không có, em có cạp cao thôi. Cạp vừa vừa em lại không có. Trước em bị hết hàng mất rồi. Áo gen em vừa mặc là áo gì nhở? Áo này là C39, à C49 nhá. 139k một áo nhá. Có màu trắng đấy ạ. Áo này ngực bé mặc lên rất là xinh này. C22, 199k một áo. Các chị mặc khoét ngực được này, mặc hở lưng cho em. Áo này rất là xinh luôn. 199k em có màu trắng đấy. Áo này có màu trắng đấy chị yêu nhé. C49. Có loại nào giống S25 mà gọng mềm không? Không có. Không có rồi. Comment của em thì là C22 và để lại số điện thoại giúp em. C22 cho em hiện ạ. 199k một áo màu đen và màu da. Màu đen và màu da cho em hiện ạ. C22 và để lại số điện thoại cho em. Rất là xinh nhé. Quần cốt tông mà cạp cao hả chị? Em có loại này em sẽ sale các chị này. Em sẽ sale con quần này cho các chị. C22 cho em Hiền nhé. Sẽ sale con quần này. Quần này comment hỏi em Hiền là Q58 giúp em. Quần này em đang bán là 100. Quần này em đang bán là 139.000 cho 2 quần đúng không? 139.000 cho 2 quần, cứ coi như là 70.000 một quần đi. Thiếu 500 đồng nữa là thành 70.000 một quần đúng không? Coi như là 70.000 một quần nhá. Nghĩa là nếu như mà mua 3 quần thì giá của nó sẽ là 201 đúng không các bác? Mua 3 quần thì giá nó sẽ là 201, 202 đi. À đâu? 210, 200, 200 đi. Đúng không ta? Không, 201 chứ. 201 đi. Mua 3 quần giá sẽ 201, bây giờ em sale các chị là 3 quần này giá là 160.000. Ok chị ạ? Comment hay em thì nó sẽ là Q58. Giá chỉ có like ngày hôm nay thôi. Ngực bé mặc lên rất là xinh. Tại vì con quần Q4 em thì hết hàng. Em sẽ xả con quần này cho các chị. Quần này rất là đẹp luôn. Quần này em thì có size từ 53 cân trở lên cho đến 72 cân. Các chị sẽ mặc vừa con quần này. Em thì có size Q58. Em đang bán là 70.000 một quần. 3 quần sẽ là 201. Bây giờ em sale là còn 160.000. 160.000 cho 3 quần. Có nghĩa là giảm đâu đó khoảng 50.000 đúng không ta? Giảm 50.000 đấy. Xả lỗ luôn ạ. Ôi xả nhiều quá nhỉ? Sao sale nhiều quá nhỉ? Q58 nhá, qua mã luôn. Sale nhiều. Đúng nhiều quá chị, chốt nhiều sót hàng lắm. Màu rất là xinh luôn ạ. Chất liệu cốt tông. Viền quần là viền đúc. Các chị mông to mặc cỡ nào mà mông to đùi to mặc quần này thì nó rất là ôm luôn á. Mặc siêu thoải mái, nó không bị bó, không bị hằn mông, không bị bí. Q58 160.000 cho 3 quần. 65 cân chị mặc loại này siêu thoải mái luôn. Em có size từ 53 cân. Cao từ rốn đấy chị Lan Nguyễn ạ. Con này cao từ rốn đấy ạ.
53 cân cho đến 72 cân là các chị sẽ mặc vừa loại này. Ok chưa? Hôm nào có quần áo bình thường hả chị ơi? Chiều mai nhá. Chiều mai có quần áo bình thường nhá. Không chọn màu nhá, em có màu xinh lắm. Đây này. Đây, màu nào cũng xinh chị ạ. Q58 và để lại số điện thoại cho em. Quá trời đẹp luôn chị ơi. Quần đúc cạp vừa đi, quần đúc cạp vừa hết hàng rồi, đâu nữa. Ok chưa ạ? Quần đúc cạp vừa, quần này em có lên rồi. Quần này là quần Q21 này. Quần này là quần cốt tông này. Đó. Mẫu đó mặc đầm body được không? Được chị ạ. Cạp cao đấy. Mặc lên lên rất là xinh luôn. Lật khe, thế là chị là hỏi lật khe nè. Ôi buồn ngủ quá, mấy giờ rồi? 11 giờ rồi, mắt đỏ hoe này. Có bác nào mua quần lật khe không các bác? Có chị nào muốn mua quần lật khe không? Có bác nào muốn mua lọt khe không? Có ai mà thích mặc lọt khe kiểu dạng này em? Cái lợi ích của mặc lọt khe nhé, mông của mình nó không bị thâm, rất là thoáng mát luôn. Mặc nó không bị lộ viền, mặc nó không khó chịu. Shop ơi trả lời tin nhắn của mình, ngày mai trả lời chị yêu nhé. Lọt khe các chị mà chọn cho em những cái size như thế này này. Dạ quần ấy không có size bé. Chọn cho em những cái loại quần này. Nó rất là mỏng. Mặc nó không bị bí, nó không bị không bị ngứa, không bị khó chịu. Q39 quần này em đang bán là 160.000 năm quần. Em sale quá chị, con này còn 139.000 cho 5 quần. Nghĩa là đâu đó nó chỉ rơi vào khoảng có 27.000 một cái thôi đúng không bác? Tầm 26-27.000 một cái thôi. Comment hãy em hiền là mã Q39. Q39 và để lại số điện thoại giúp em. 139.000 cho 5 quần lọt khe. Các chị mặc loại này thì siêu thích luôn. Áo em hiện đang mặc là C22 nhé. Áo này đang sale còn 199k một áo. Em sẽ lên các chị một con áo sale này nữa. Q59 và để lại số điện thoại cho em. Ok. Đây em sẽ lên một con áo mà rất là đẹp mà sắp hết hàng rồi. Size số là tùm lum tà la hết cả lên, chẳng còn hàng nữa gì cả. Chẳng còn cái gì nữa cả các chị ạ. Chán lắm. Em lấy có mấy màu tất cả, mình lấy đủ màu có được giá. Dạ được nhá chị nhá. Được. Chị chưa được gọi giao hàng. Chị để lại số điện thoại em kiểm tra nhá. Được, bác lấy 5 quần 6 quần em sẽ vẫn tính cho bác cái giá như đó. Quần gen mã bao nhiêu? Quần gen em hết hàng rồi người đẹp ơi. Quần gen đầu lai siêu hết sạch hàng, chẳng còn cái gì nữa cả. Chán lắm. Lên quần lót mặc quần mỏng không bị hằn đi, để em xíu nhá. Comment thì em là C45. S18 à? S18 để em xíu nhá. Quần gen phía sau bao nhiêu, mấy quần gen này để em xíu nhá. C45 và để lại số điện thoại cho em hiền. C45 các chị ơi. Comment thì em là C45 con áo này, con quần này, con áo này nhanh tức khắc đi, con áo này đẹp lắm. Áo này này, quả mút hai bên này, các chị nhìn cái quả mút có xứng đáng này, các chị dừng lại ở đây, các chị mua chốt con áo này không? Áo này là áo có gọng nhá. Con áo này bác nào ngực bị bè sang hai bên ấy, cái khe ngực của mình nó không được đẹp, nó không được đầy ngực sang hai bên, các bác mặc cho em những cái con áo này. Cái quả nó rất là ôm ngực và nó tạo khe siêu siêu đỉnh luôn. Comment này em là C45, 139k một áo. Mặc quần lọt khe vào xem đẹp không? Đợi xíu mặc thôi nha, đợi xíu đi. Xếp hàng đợi xíu. Quần legging em hiền còn nhá. Còn quần legging em hiền còn. Comment thì em là C45 vậy lại số điện thoại cho em. Em có màu đen là 1, màu nâu ghi là 2 và màu kem là 3. 139k một áo, 34, 36 và 38. Có 139k một con áo mà đệm dày nâng đẩy mà quả nó đẹp như này. Dây áo của nó nhỏ mảnh sexy. Mặc nó lên nó rất là thon, nó gọn luôn, cực kỳ đẹp. C45 và để lại số điện thoại cho em. 139k một áo, 34, 36 và 38. C45 cho em hiền. Ok chưa? Giá sale là quá là rẻ luôn. Giờ các chị muốn lên quần đúng không? Quần lót là quần lót em còn nhiều lắm. Ví dụ như con quần này nhá. Quần này comment em là Q66 cho em. Quần này là 45.000 một quần. Em cũng sale các chị còn có 35.000 một cái thôi. Bác nào giá trước mua 45.000 thông cảm nha, em còn ít em sale nốt này. Quần này gen nó rất là mềm, dưới 55-56 con các chị sẽ mặc vừa cho em. Xinh chưa ạ? 175.000 năm quần. Mã là Q66 đúng không ta? Q66 và để lại số điện thoại cho em. Q66. Dạ được nhé chị yêu nhá. Q66 và để lại số điện thoại cho em.
Q66 cho em Hiền ạ. Quần ren rất là đẹp luôn, dưới 55-56 con các chị sẽ mặc vừa cho em con quần ren này. Rất là sexy luôn. Lên quần quần lưng hai dãy, thêm quần lưng hai dãy để em xíu nhá. Q66 và để lại số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Có bác nào thích con quần này không? Quần này comment thì em Hiền nó sẽ là mã. Quần này là mã gì? Quần này comment là bell xích nhá. Quần này khoảng dưới 53 con các chị mặc vừa. Cực kỳ sexy luôn các chị ơi. Ồ, em hết rồi chị Huyền ạ. Đợt này em không còn loại quần nào cả. Quần legging chắc phải sang năm. Mùa đông năm sau, mùa đông năm nay thì dừng quần legging rồi. Quần này comment thì em hiện nó là quần bell xích và để lại số điện thoại cho em nha. Xem con quần này còn có 150.000 năm quần. Bell xích nhá. Quần này là quần bell xích nha các bác nhá. Đẹp nhờ. Quần này nhá, có shop bán là 75.000 một cái, em bán có 30.000 một cái thôi. Đó, các bác xem đi. Xinh xỉu luôn. Ok chưa? Quần bell xích và để lại số điện thoại cho em. À, quần Q66 là 175.000 năm quần nhá người đẹp nhá. 175.000 năm quần. Còn nếu như các bác mà thích chơi hệ gen mà phải gen đẹp, gen xinh thì các bác chốt cho em con quần này. Quần này comment là Q1. Q1 và để lại số điện thoại giúp em. Quần này em đang sale là 50.000 một quần. Em đi đơn từ 3 quần có nghĩa là 150.000 cho 3 quần. Q1 và để lại số điện thoại. Quần gen hàng rất là đẹp, hàng cao cấp, gen siêu xịn luôn. Q1 và để lại số điện thoại cho em. Vừa thoải mái chị ạ. Áo chị mới thay là mã bao nhiêu? Áo này đúng không? Con này là C45 nhé. Còn áo trước đó em thay là áo C22 nhé. À, không dây để mặc vào hở vai không xốp, chị thuộc dạng là ngực to ngực bé à chị yêu. Quần này comment là Q1 và để lại số điện thoại 60.000, 50.000 một quần. Em sẽ đi đơn từ 3 quần là 150.000 cho 3 quần. Ok chị ạ? Quần này rất là xinh nhá. Q1 và để lại số điện thoại cho em. Để lên áo lót tiếp nha. Ôi dồi ôi, em có nhiều áo. Đây các chị đợi em mấy giây đi. Cho em xin một giây em chạy vào em lấy một con áo lót xinh lắm nhưng mà nó không để hàng ở đây cho em. Đừng có thoát ra khỏi like nhé. Em sẽ tìm con áo này cho các chị để em lên con áo này cho các chị. Xinh ơi là xinh luôn. Đau ốm nhờ. Không biết có tìm được không đây nhưng mà. Đây rồi em nhìn thấy rồi đây này. Đẹp lắm, con áo này đẹp lắm là nó không bỏ hàng ra cho em. Lên trước một màu thôi nha. Sai gì đây? Sao to này, chán đổi không chứ vậy? Áo này đẹp lắm luôn đấy các chị ơi. Đau ốm nhỉ? Khổ thân tôi. Đây rồi, đây rồi. Thấy rồi. Xinh lắm. Áo này hôm nay rất là nhiều người hỏi đây này. Đấy, đã bảo thoát ra một cái là các chị đi đâu hết rồi này. Chạy ra một cái thôi là đã đi đâu hết rồi. Đã bảo chờ em một tí xíu lại còn. Thế con nữa lần nào mới đi ra ngoài. Thế bảo đứng ở đây đợi em một tí, em đi tìm cái áo xinh lắm đây này. Ôi xinh lắm. Cho mình set bell xích nhé. Dạ vâng ok chị. Ôi các bác nào mà có ngực nhá. Có, em có nhìn thấy chị. Bác nào mà làm ngực có ngực nhá. Có set nào đệm giày không em? Set gen nào mà đệm giày à? Chị có chứ chị Phi Phi. Nhiều lắm chị. Mà đợi nhau một tí xíu thôi mà. Set này bao nhiêu? Set nào chị muốn hỏi set nào mà chị? Tiếp theo này. Đây. Áo này ngực to này. Set cho người không có béo hả chị? Em này. Em này comment thì em là S24 nhá. Con màu hồng này đẹp lắm. Em có màu trắng, có màu đỏ, có màu đen và có màu hồng. Vội quá lấy được mỗi màu hồng ra thôi. Xinh vô cùng luôn. 290k cho một set dành cho các bác nào mà làm ngực, có ngực. Mà cái này sẽ rất là xinh luôn. Set thun lạnh độn dày hả? À? 55 cân. Em có khách 55 cân mặc vừa thì không biết là để ngày mai nhé. Ngày mai em xem em hỏi con bé nhân viên nhà em là nó cũng 55 cân. Mông là 96 quá, em xem nó mặc có vừa không em tư vấn cho chị nhé. Quần này
Các chị ơi, S24 và để lại số điện thoại cho em. Con này là mút mỏng. Bác nào mà làm ngực, có ngực ngực to mà cái loại này sẽ rất là xinh luôn. 290k cho một set S24 cho em. Em có màu trắng, có màu hồng, có màu đen, có màu đỏ. Màu này là màu hồng nhé cả nhà nhé. 290k cho một set. Đẹp vô cùng luôn. Áo ngực không đệm. Áo này là áo không đệm đấy chị. Mút nó rất rất là mỏng luôn. Siêu mỏng luôn. Ngày nào em cũng xem like mà không dám mua vì về em không có. Trời ơi, tự tin lên người đẹp ơi. Nào, cho chị cái set này này. Em mở hàng cho chị cái. Em gọi em sale chị con áo này. Đẹp xỉu luôn, nâng đẩy. Không có vếu nha em nhiều lắm. S24 lấy bán theo cả set không tách lẻ nhá. Quần nó xinh lắm chị ơi, đừng có tách set ra. Xinh lắm. Đây chị ơi, không có ngực em có nhiều áo đệm dày mà. Giơ quần sau lên quần nào, chị muốn xem quần nào này. Nhà em áo lót nhà em là đệm dày nhiều mà. Đệm dày nhà em nhiều lắm. Áo cài trước thì em không có rồi. Áo đệm dày 60 cân. Đây. Không có vếu lấy sang cái loại này cho em nhìn này. Sale rất là rẻ này. Không có vếu lấy sang cái loại này cho em. Đây. Cái này comment hay em Hiền, nó sẽ là mã 119 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. 119 và để lại số điện thoại cho em. Áo nó là đệm dày 4 phân và nâng đẩy nhiều. Nhớ này, con này nâng đẩy rất là nhiều luôn. Comment hay em Hiền là 119 và để lại số điện thoại cho em. Đây ạ. 119 cho em, con này đệm dày 4 phân cơ. Các chị ngắm cái quả mút nữa này. Quả mút rất là dày luôn, gọng dẻo. Con này mút mềm, nó không mặc lên, nó không bị đau, không bị khó chịu tí xíu nào cả. Comment này em là mã 119 và để lại số điện thoại. Em sale các chị con áo này còn 119k một áo. Áo này em đang bán là 169k. Áo hồng vừa rồi, ngực chảy mặc được không? Dạ mặc được, ngực to hay là ngực chảy chảy xíu mặc rất là xinh. V20 em còn mỗi 36 màu đen thôi chị Phương ạ. Em hết màu trắng rồi. Em có màu đỏ là một này. Em có màu ghi là 2 này, em có màu đen là 3 này. Màu kem là 4 này và màu xanh là 5. Đệm dày nâng đầy nhiều dành cho các chị ngực bé, siêu siêu đẹp luôn. Có 119k thôi. Cái này em đang bán là 169k. Em sale còn 119k là các chị biết là rẻ và đẹp đến cỡ nào. 119 và để lại số điện thoại cho em Hiền. 119k cho một áo thôi. Bao rẻ bao đẹp luôn. Hoặc là ngực bé nhá, các chị lấy sang cái con này cho em Hiền này. Bé lấy sang con bé lấy sang con C9 đâu nhở. Đây. Một bé mà con C9 đẹp xỉu luôn. C9 cũng mút đệm dày 4 phân và nâng đẩy nhiều. C9 này mặc nó sẽ mềm hơn, nó sẽ thoải mái hơn. Đây. C9 là bản đúc này này. Chất liệu này, cái mút của nó là bằng chất liệu cốt tông này. Mặc nó đã bị sao mọi người cứ hỏi áo cài trước ấy nhở. Em có thấy là có rất nhiều loại áo cài trước nhưng mà đa số cài trước thì nó không có tạo khe nhiều ấy. Ship hàng được xem hàng không? Tất nhiên là được xem hàng. Tất nhiên là được xem hàng rồi. 119 để em xíu nhá. Em yêu cầu các bác là kiểm tra hàng với ship giúp em. Hàng có thiếu thì còn gọi lại thì em còn có ship ở đấy làm chứng. Thì các bạn ấy sai hàng, thiếu hàng, các bạn ấy sẽ đổi hàng cho mình, các bạn ấy sẽ trừ tiền cho mình luôn. Kiểm tra xem có đúng hàng không thì nhận giúp em. Nhà em bán hàng gọi là tự tin về sản phẩm luôn. Đây. Quần Vic hôm nay lên rồi, sợ hôm nay là hết hàng. Quần phía sau chị muốn lên quần gì ạ? Đây mã 119 của em Hiền đây. 119k cho một áo thôi. 34, 36 và 38 cho em. Màu xanh là 1. Màu kem là 2. Màu đỏ là 3. Màu ghi và màu đen. Mã 119 nhá. Mẫu này là em trước là em bán là 169k đấy. Em ơi bán quần riêng không? Quần riêng em nhiều mà. Em lên một đống quần đây này. Đợi xíu em mình lên quần tiếp cho.
Còn em bán nhiều mà, em lên quần nhiều mà. Một 119 và để lại số điện thoại cho em. Mẫu tiếp theo này, C9 và để lại số điện thoại cho em. Đệm dày, nâng đẩy nhiều, ngực bé mặc lên rất là xinh. Chị Thu Cúc để lại số này em kiểm tra đơn hàng cho chị nhé. Ôi dồi ôi. Con này làm dạ vâng. Quần lưới chấm bi phía sau, quần lưới chấm bi ở quần này ấy chị. Quần này là Q1 nhá. Chị khó tương tác là lên phần cứng ngay. Quần này là Q1 này. Q1 ạ, 100 quần này đang có giá là 150.000 cho 3 quần. 150.000 cho 3 quần. Đây ạ. Q1 và để lại số điện thoại cho em, 150.000 cho 3 quần. Quần này khoảng 45 cân đâu, tầm 48 cân cho đến 65 cân là một loại này rất là xinh. Mã là Q1 và để lại số điện thoại cho em, gen rất là đẹp nhá. Q1 ạ. Hoặc là em đang có cái loại quần này này. Em đang có loại quần này, em đang sale rẻ hơn này. Quần này đang sale rẻ lắm luôn ấy. Quần này trước em bán là 100 C9 là mẫu mới. Không phải mẫu mới đâu. Áo giết còn không? Còn không ấy à? Áo giết ngày mai em like nhá. Còn đấy, em còn vài con ấy. Quần này là trước em bán là 175.000 năm quần. Bây giờ em sale con quần này còn có 130.000 năm quần. Có size ML XL 40 cân đến 65 cân là mặc vừa. Comment thì em nhìn nó sẽ là mã. Quên mã. Q18. Q18 phải để lại số điện thoại cho em. 130.000 cho 5 quần. Q18 nhá, 130.000 năm quần. Màu rất là xinh các chị ơi, không có màu xấu đâu. Q18 và để lại số điện thoại giúp em. Quần gen mà cạp cao 65 cân hả chị? Q18 nhá chị yêu nhá. 130.000 cho 5 quần, quần gen cạp cao. Ôi trời ơi, chết rồi. 65 cân hả chị? 65 cân em có con quần gen này đẹp này, xịn xịn này. Con quần Q1 này chị này, chị lấy sang quần của con này đi, quần này xịn lắm. Quần này là Q1, 150.000 cho 3 quần, cạp cao, rất là xinh luôn. Tiếp theo, áo của em hiện đang mặc nhá, có size 34, 36, 38, comment em là C9. Con này là đệm dày, con này đệm dày, nâng đẩy nhiều, dành cho các chị ngực bé. Bác nào muốn nâng đẩy thì mặc sang loại này. Mặc con này thì nó rất là mềm luôn, siêu siêu mềm luôn. Áo đúc quả ngang ấy hả? Bác comment thì áo đấy em còn ít quá, em không có lên trong ngày hôm nay được rồi. Bác comment ngày mai còn hàng thì em chốt đơn thôi. Comment của em hiện nó sẽ là mã C9. Quần đúc không lộ viền, quần đúc không lộ viền đấy xíu nhá. C9 và để lại số điện thoại cho em. Đệm em áo đây là đệm dày 4 phân và con áo đây nó rất là nâng ngực luôn. Mặc nó mềm, nó không bị đau, không bị khó chịu một tí xíu nào cả. Mặc siêu mát luôn, lên cả dáng ngực của nó rất là tròn. Comment của em hiện nó sẽ size 34 là ngực bao nhiêu? Ngực dưới 85 có thể mặc size 34 được. Comment của em là C9 và để lại số điện thoại. 169k cho một áo 34, 36 và 38. Áo này hiện tại em hiện đang có 3 màu. Quần vừa nãy em rơi là quần Q1 nha các bác nhé. Quần này là quần Q1 đấy ạ. 150.000 cho 3 quần. Q1 và để lại số điện thoại cho em. Dạ vâng, ok chị. Q1 nhé. 130.000 5 quần. Các bác ngày hôm nay bác mới vào ấy, các bác mà thích kiểu như là quần sexy, các bác lấy con quần này. Em khuyên chân thành mọi người mua thử quần này đi, mặc đẹp vô cùng luôn. Các chị nghe em mua quần này đi. Em không xui dại các chị đâu, vì các chị mà nghe cái lời tư vấn của em, các chị mua quần này xong về các chị mặc không đẹp lần sau các chị đâu có mua hàng của em nữa đâu, đúng không? Quần này nó rất rất là xịn chị ạ. Trời ơi, em bán con quần mà em không được, em thích con quần này vô cùng luôn. Nhân viên nhà em đứa nào cũng lấy, tại vì chúng nó to hơn em. Em có 40 cân em mặc con quần này không vừa, kể một con quần này 45 cân là em mặc vừa. Em chốt đơn 10 quần luôn. Em rất là thích mặc những cái loại như này này. Có chị nào thích mặc cái loại nửa mông không? Các chị mặc cái loại này nó thích hơn hàng tam giác rất là nhiều. Mặc quần tam giác nó còn bị lộ viền. Mặc cái loại này lên nó khoe mông, trông mông của mình nó rất là sexy luôn.
cho mông của mình, là mông của mình nó căng, nó tròn, nó đẩy mông hơn rất là nhiều. Mặc dù nó không phải là quần đẩy mông, nhưng mà cảm giác như ấy là mông rất là đẹp các chị ạ. Quần này xinh vô cùng luôn. Em có size từ 45 cân cho đến 65 cân, các chị sẽ mặc vừa. Comment em là Q50 180.000 cho 5 quần. Có nghĩa là chỉ có 36.000 một quần thôi. Q50 và để lại số điện thoại cho em, 180.000 cho 3 quần. À 180.000 cho 5 quần. Xem đệm vừa đợi em xíu nhé, đồ ngủ em hết sạch hàng rồi. Q50 và để lại số điện thoại cho em. Em có 10 màu luôn các chị ạ. 36.000 một quần thôi. Quần gen này rất là đẹp luôn, gen nó mềm. Gen này các chị nhận hàng mà kêu là Hiền ơi sao gen nó ngứa thế, Hiền ơi sao gen nó cứng quá, em hoàn tiền luôn cho các chị luôn, không nói nhiều luôn. Gen này của em nó là gen cao cấp nhất. Quần này đẹp mà cạp thấp không hề thấp đâu chị ạ, cạp nó không thấp đâu, cạp nó xinh lắm, không quá thấp đâu nhá các chị yêu nhá. Cạp nó cũng là thuộc dạng là cạp cao đấy, không phải cạp thấp đâu ạ. Q50 nhá. Q50 và để lại số điện thoại cho em. 180.000 cho 5 quần, nghĩa là chỉ có 36.000 một quần thôi. Em có 10 màu lận, 10 màu nhá. Mông 110 em đảm bảo là có vừa đấy. Quần này co giãn mặc lên cực kỳ thích luôn. Q50 và để lại số điện thoại cho em. Ồ các chị nhận con quần này sung sướng cuộc đời luôn các chị. Xin. Rất là xịn luôn. Ok chưa ạ? Q50 và để lại số điện thoại cho em. Lên áo đệm giày tiếp hả chị? Đệm giày hay đệm mỏng ạ? Áo này là C9 nhá, 169k một áo ạ. Ngay em lấy quần Q50 đi, quần đấy đẹp lắm. Xịn ơi là xịn, em rất tiếc bởi vì là nhân viên nhà em không nó lấy mặc hết rồi, mỗi mình không được mặc. Quần đấy là nó mặc em mặc bị rộng. Mông em có 70 à? Người bé tẹo bé teo à. Mặc không vừa. Đau lòng lắm. Quần đúc à chị, quần đúc đây. Quần đúc thì có loại này mặc lên nó rất là mềm này, quần đúc cạp cao này. Các bác mà mặc váy body hay là mặc đến ngày đến tháng mà muốn mặc đồ ôm thì các bác mặc con quần này sẽ rất là thích này. Quần này là quần đúc nhá. 100 quần này đang có giá là 130.000 cho 5 quần thôi. Quần đúc và để lại số điện thoại cho em, 130.000 5 quần. Quần này siêu mềm luôn, quần đúc cho em 130.000 5 quần. Đây ạ, quần này em có size M, size L, XL, 40 cân đến 65 cân là các chị sẽ mặc vừa. Cạp cao, không đường may mà không lộ viền, loại này không bị xù, không bị bai vải luôn. Các chị mặc cái nó không bị chảy vải đâu nè, mặc nó rất là ôm bụng luôn, ôm mông luôn. Quần này em khá là thích nên em cũng đang mặc loại này. Nếu mà lên áo mà đệm không gọng mà dây phía sau nhỏ xinh xinh, đệm nhưng mà không có gọng phía sau nhỏ nhỏ dây xinh xinh rồi. Em nghĩ là em không có rồi. Hết rồi, tầm này đang hết hàng rồi. Ôi quần ấy 10 màu cơ chị ạ. Em xin phép không chọn màu nhé. Một là mình lấy màu sáng, hai là lấy màu tối. Em nhắc nhân viên là ừ, em ơi đóng với chị màu sáng, em ơi đóng chị màu tối thôi. Ok chị ạ, comment em làm. Quần này là quần đúc 130.000 5 quần thôi em. Bây giờ chọn màu lâu lắm. Nào đây, áo bùa ra đây này. Lên nốt con áo bùa ra này nhá. Quần đúc cho em ạ, 100. Có áo không đệm mà có gọng không à? Không có đệm mà có gọng đúng không chị? Nhiều lắm chị. Ok, lên cho chị áo bra này nha. Em nghĩ con áo bra này bác nào cũng cần phải có mấy cái để mặc. Em sale rẻ con áo bra này cho các chị. Đó, ví dụ như là xin phép là không chọn màu vì số lượng nó còn ít lắm. Nên là các bác chốt thì các bác mà chốt thì em gọi là em sẽ đóng gọi là lấy màu sáng hay lấy màu tối kiểu vậy cho nó dễ nhá. Áo ngực nhỏ à. C26 và để lại số điện thoại cho em. C26 nha các chị yêu nhá. Có quần cặp thấp không chị ơi? Quần cặp thấp để em xíu nhá. C26 và để lại số điện thoại cho em. Áo này em đang bán là 175.000. Các chị thích xem có lót gen gì. Áo này em đang bán là 175.000. 175.000 cho một áo. Em còn một ít. Áo này lên rất là đẹp luôn. Áo này có mút nhá. Áo bra đấy. Em còn 2-3 màu. Màu trắng, màu xanh và màu đen. Comment này em là C26. Áo này em sale các chị còn 99k một áo. 99k thôi, rẻ lắm. Chốt đơn nhưng mình nhớ nhầm mã giờ mình đổi sang. Em không biết là đơn đi chưa cơ. Chị Nhung Nguyễn, chị để lại số điện thoại đi. Để lại số điện thoại đi, xong rồi sáng ngày mai các bạn ấy gọi lại thì mình hỏi các bạn ấy xem bọn em. Các bạn ấy gọi lại thì mình hỏi xem là đổi được không, phải sợ là hàng gọi đến chốt đơn rồi, đơn đi rồi. Sợ là như vậy nhá. Lỡ mà đơn có đi rồi chị cứ nhận cho em.
xong rồi bảo các bạn ấy là lên đơn đổ cho mình. Cái này là C26 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. 99k một áo thôi. Con này là nó có mút, nó có độ nâng đẩy. Các chị ngực bé mà cái loại này sẽ rất là xinh. C26 175.000 em sale con áo này còn có 99k một áo thôi. Áo bra mà có bị chảy ngực không? Ra áo bra này nó có mút, nó có nâng đẩy nhẹ thôi chứ nó không làm cho ngực mình chảy được. Đó bác ạ, con áo bra này mặc lên rất là xinh nhá. Màu xanh, màu trắng và màu đen. C26 99k một áo thôi. C26 và để lại số điện thoại giúp em. Quần lót gen tiếp à? Quần lót gen. Em có quần này chị đã mua chưa? Q37. Q37 và để lại số điện thoại cho em. Quần này thì rất là mềm, siêu đẹp luôn. Hè Hiền có bán bikini không? Cũng ăn may lắm chị, đợi xem là tình hình như nào nha bác nhé. Bán bikini chỉ mặc phần trên không mặc phần dưới nhá. Dạ vâng, ok chị. Quần này comment thì em là Q37 nhá. Q37 và để lại số điện thoại cho em. Q37 ạ. Cái này thì đang có giá là 135.000 cho 5 quần. Quần này đang sale. Cái quần này gen của nó rất là mỏng thôi. Các chị mặc nó mỏng, nó mềm ý. Quần này là 135.000 cho 5 quần. Nên là rơi vào khoảng 27.000 một cái. Tầm 27.000 một cái thôi. Có size M và size L nhá. Lên áo đệm giày mà bản to. Đệm giày bản to khi nãy em có lên con C11 rồi. Chị xem lại like cho em Hiền nhá. Đệm giày bản to hoặc là em có con này. Em có con này, đệm giày bản to. Rất là xinh nha, em chỉ có 34, em chỉ có màu đen thôi. Đây, áo này này. Đệm giày bản to, nâng đẩy nhiều. Dành cho các chị ngực bé. Đệm giày bản to, nâng ngực nhiều, dành cho ngực bé. Buồn ngủ quá, các bác buồn ngủ chưa? Xem lại quần lót vừa lai, like, vừa lai like cái quần nào nhỉ? Quần Q37 à? Em vừa lên con quần Q37 đúng không? Đây, áo này nâng đầy nhiều này. Mấy giờ rồi các chị? Ôi dồi ôi, gần 12 giờ rồi. Mình sẽ em... Còn bây giờ là 12 giờ 40 đúng không? Còn 20 phút nữa, em sẽ lai like tầm 20 phút nữa. Bao giờ đủ 12 giờ em sẽ tắt lai like nha các bác nhé. Mắt em là đỏ hết. Comment hệ em thì là C2 và để lại số điện thoại cho em. À, nó là đệm dày, nâng đẩy nhiều dành cho các chị ngực bé. Đây các chị ơi. Mặt sau áo là bản đúc này, bản của nó khá là to. Con này thì nó nâng ngực đây chị ơi, siêu lép mặc loại này cho em Hiền. Siêu nâng ngực luôn, cái dáng ngực này lên nó rất là tròn ngực nhá. Siêu nâng đẩy luôn, mặc cái loại này nó không bị đau, không bị khó chịu tí xíu nào cả. Thì các chị mua cho em những cái bản áo như này này. Em hình có size 34, 36 và 38. Mã là C2, áo này là 229 sale còn 159k một áo thôi. Em còn 3 màu này, 34, 36 thì còn, 36, 38 thì còn đủ. Nhưng mà 34 chỉ còn mỗi màu đen thôi. 159k một áo, mã là C2 và để lại số điện thoại cho em Hiền. C2 nha các bác nhá. 159k. Đệm giày nâng đẩy nhiều dành cho các chị ngực bé. Lên quần đùi mặc váy mà cài bụng dưới hết hàng rồi. Chị Vân Thanh ơi, hiện tại đang hết hàng rồi. Comment này em là C2 cho em Hiền. Có 3 màu như này. Hàng này siêu đẹp luôn, 159k một áo thôi. Các chị ngực bé mặc cái loại này sẽ rất là đẹp. Em ơi chị 48 cân thôi, 48 cân chị vẫn là đẹp rồi chị ơi. Em có 40 cân thôi đây này. Chị Linh Hậu ơi, comment em là C26 nhá. Nó là mã C26 cho em ạ. Các chị thích lên quần lót tiếp đúng không? Em có con quần gen này khá là đẹp này. Quần này là Q68. Q85 phải không ta? Q86. Quần này là Q86 á. Áo ngực to không cần áo mặc gọn đẹp là sao nhỉ? À chị ngực to không cần áo, à chỉ cần áo mặc gọn và đẹp đúng không? Con này là Q86 thì phải. 50.000 một quần. Em đi đơn từ 3 quần, dưới 53 cân là các chị sẽ mặc vừa. Comment này em là Q86 và để lại số điện thoại cho em. Con này gen lên rất là đẹp nhá, khá là sexy luôn. Q86 cho em. 150.000 cho 3 quần. Q86
Q86 và để lại số điện thoại. Đây, cái quần này là cái quần mà mùa hè năm ấy em chỉ mặc quần này. Năm nay em hứng em đổ sang quần ren, em không mặc quần này nữa. Chứ là chứ còn trên tủ nhà em là em vẫn đang còn cái loại quần này. Em mặc quần này nhiều vô cùng luôn. Em mặc toàn mặc quần này thôi. Cái mùa hè vừa rồi em chỉ mặc quần này thôi. Chất liệu nó là su giấy nhá các chị nhá. Nó vừa rẻ, mặc nó lại rất là bền luôn. Em cảm thấy em thì em rất là bận, em không có giặt giặt quần áo bằng tay được. Thật sự các chị luôn á, quần áo nhà em toàn mặc màu đen thôi. Em toàn giặt bằng máy, em không có thời gian giặt bằng tay. Nên quần lót mấy cái loại quần em giặt bằng máy, toàn giặt bằng máy thôi. Mặc nó không bị chảy, nó không bị bay, mặc rất là thích luôn. Quần này nè, comment là quần su giấy và để lại số điện thoại cho em. Chị nào có con gái tầm 2 mấy, 3 mấy cân nhé. Các bạn mới lớn ý, mua cho các bạn cái loại quần này. Mặc lên cực kỳ thích luôn các chị ạ. Em mặc loại này không lộ viền đi xíu nào cả. Thế nếu còn chân váy von dài không, em còn có một con, hai con thì đến ngày mai, trưa mai hẹn bác, trưa mai em sẽ hiện xạ nhé. Quần này comment thì em thì nó sẽ là quần su giấy và để lại số điện thoại cho em. Có size từ, nói chung em có size dưới 65 cân. Khách nhà em toàn mua cho con gọi là 2 mấy, 3 mấy cân, nhưng mông các bạn ấy to, vẫn mặc được loại này. Em 40 cân em vẫn mặc được. Sao chị đặt áo mấy ngày rồi không thấy ai gọi điện chốt đơn? Chắc là gọi điện mình không nghe máy thôi. Chị Nguyễn Thị Như ơi, chị để lại số điện thoại cho em nhé. Ngày mai các bạn sẽ gọi lại cho mình. Sao không thấy shipper là giao hết? Dạ vâng, ok chị Diễm Trần nhé. Chị Diễm Trần ơi, để lại số điện thoại cho em Hiền với. Comment em là quần su giấy và để lại số điện thoại cho em. Em có size dưới 65 cân, mình mặc vừa, có size MLXL. Nhưng 40 cân em vẫn mặc vừa quần này. Khách nhà em là mua cho con 28, 29 cân vẫn mặc vừa. Su giấy và để lại số điện thoại cho em. 130.000 năm quần. Mặc cái loại này thì quên cuộc đời luôn ý. Mặc cực kỳ thích luôn. Có size MLXL. MLXL. Su giấy và để lại số điện thoại cho em. Su giấy và để lại số điện thoại nha các bác nhé. 130.000 năm quần. 130.000 năm quần. Lên con S10 hả chị? Nào tìm con S10 cho chị nào. Su giấy giúp em. Su giấy và để lại số điện thoại. Đâu con S10 đâu rồi? Đây, mặc con S10 cho chị ngắm nha. Nào thì mặc S10 nè. S10 đây, S10 màu kem 2 giây đây. Mặc 1 giây đi cho nó nhanh, mặc 2 giây cài lâu lắm. Đây, đợi em xíu nhá. Em mặc con S10 cho chị ngắm nhá. S10 này mặc 1 giây cũng được, 2 giây cũng được. Áo em thì đang mặc là C2 nhé, đệm giày. Quần ren vừa xong là mã Q86. Có mà em có nhiều áo em bán lẻ, mà có những mã mà gọi là hàng S ý, thì sẽ không bán lẻ áo nhá. Em sẽ bán theo cả quần cả, mà những mã nào gọi là mã C hoặc mã V ý, thì là em sẽ có bán cả quần và cả áo hoặc là bán lẻ áo. Còn mã gọi là mã hàng S ý. Có chứ chị Nguyễn Thị Hằng, S16. Còn màu đen 38 em còn hàng đấy, em mới về. Đây, S16. À con này là S10 nhá. Chết rồi, ai vừa hỏi con lên S16 hay S10 nhá. Con này là S10 đúng không? S10 này. S10 và để lại số điện thoại cho em, 280k một set. S16 đợi xíu, S16 em cũng mới về hàng mà. Không hết được đâu. Mới về đấy. Mới về hàng nhá. Đây S10 đây, con này là S10 nhá, 280.000. Con này là dành cho bác nào mà làm ngực hay là có ngực ấy, các bác mặc loại này sẽ rất là xinh này. S10 cho em. Em có màu trắng, có màu đen, có màu hồng và có màu da như em thì đang mặc ở đây. Có 38 ấy, chị Thùy Linh Trần. S10 và để lại số điện thoại cho em, 280k. Kết quả này khá là đẹp luôn. Ren lên rất là sexy nhá. S10 và để lại số điện thoại cho em. Còn con S11 là con S16 đây này. Đây là S10 đúng không? S16 em vừa mới loáng thoáng nhìn thấy qua nữa. Đây con S10 đây. Dạ vâng, ok chị. S10 đây chị yêu ơi. S10 đây. S10 đây bác ơi. S12 hình như là em đang bị hết mất size 36 rồi chị Phạm Hằng ạ. Em còn có lác đác vài con size 34 thôi. Con này đâu đó chắc phải nửa tháng nữa em mới về được hàng.
Ngực nhỏ 4cm. Khi nãy em có lên con C9 với con C2 đấy. Người đẹp xem lại hai con đấy thì con đấy đẹp lắm. Con Q86 à. Đây này. Con này là S16 này. Q86 của em đây. Q86 đây. Quần xịt tam giác cho nam hả? Ở đây em không để rồi, hẹn chị vào buổi live sau nhé. Hẹn chị vào trưa mai nhé. Ờ, thực ra là áo lót ấy có rất là nhiều mã, ví dụ như là cái môi kinh quá. Ví dụ như là những mã mà gọi là hàng C ấy, thì là em chỉ bán lẻ áo thôi, nó không có quần, còn hàng V là có bán lẻ áo và có bán lẻ quần. Còn những mà hàng gọi là mã hàng S như này này, gọi là S1, S2, S3 thì là sẽ không bán lẻ. Thì mình cứ hỏi thoải mái, chỗ ơi có ai đóng thuế ai cáu gắt với chị đâu, hỏi đi, đổ năn nỉ muốn hỏi muốn chết đi được đây này. Hỏi cho nó vui cửa vui nhà. Làm gì mà không hỏi. Mạnh mẽ lên. Con này là S16 nhá. Mẫu vừa mặc mẫu nào, hiện ơi ngực vừa vừa hay chị muốn mặc mềm thoải mái, hay chị thích mặc sexy, chị muốn mặc như thế nào nào. Con này là S16 này. 280k trong một set này. 34, 36 và 38. Có 3 màu nhá. Những cái hàng S như thế này thì gọi là mã S thì em sẽ không tách lẻ thôi. Còn tất cả những cái kia thì em sẽ có tách lẻ được. Đó. 280k thôi, xinh lắm. Chốt đơn đi. Đang ế đây. S16 và để lại số điện thoại giúp em. Ngực vừa vừa, em sẽ giới thiệu các chị con này. Con này ngực vừa vừa mặc lên rất là đẹp. À ngực sexy à. Sexy thì phải chốt con này. Sexy thì phải mua con này. Con S23 này này. Sexy phải mua con S23 này này. Hàng có nâng ngực không? À nâng ngực à? Nâng ngực chị phải lấy những con như này nhá, chị đẹp nhá. Nâng ngực phải lấy những con như này nhá. Nâng ngực phải mặc mấy cái loại như này này. Loại này là S23 này này. Nâng ngực và sexy lắm. S23 200 ngực nhỏ. Mẫu mặc mẫu nào, ngực nhỏ mặc loại này này. Con S23 này này. C21 em còn, đầu la em có lên rồi, người đẹp inbox lại nhé. Con này có, chị Hoàng Liên em có nha. Con này là S23 giúp em. 290k cho một set, 34, 36 và 38. Con này này. Áo em hiện đang mặc là S16, con này là 280k nhé. Em cay mắt quá, mắt em nó đỏ quá. Ôi dồi ôi. À, tắt like sớm đi thôi. Cay hết mắt đây này. Con này là S23 và để lại số điện thoại cho em Hiền này. Con này nâng đẩy rất là đẹp luôn này. Con này là đang có giá là 290k trong một set nhá. Đệm con này là đệm dày 3 phân. Nâng đẩy nhiều ngực bé mà cái loại này lên rất là xinh nhá. Em có màu đen là 1 này. Màu đỏ là 2 này. Màu hồng và màu trắng. Bác nào ngực bé thì mặc những cái loại này nó sẽ rất là đẹp luôn. 290k trong một set. Các chị nghe em lấy cái loại này đi. Loại này nâng ngực xinh lắm. Em cay hết mắt rồi. Em nên là em xin phép các chị là em nhìn dừng like ở đây. Dù các chị là không thể cố được. Em đỏ hết cả mắt, đỏ ửng luôn. Mặc thử nốt con này nhá. Em phiền các chị là thông cảm em với. Có quần bán rồi, không quần bán rồi em nhiều lắm. Em để quần trên này này. Em hẹn các chị vào 12 giờ trưa ngày mai. Em mặc nốt con này các chị. Xét trước là S16 nhá. 12 giờ trưa ngày mai em sẽ xả hàng đông, em sẽ xả hàng set bộ ấy. Những cái hàng mà hàng set bộ mà trước các bác mua rồi ấy. Những cái hàng mà rất là đẹp luôn, hàng set bộ mùa đông. Đây, con này đây nâng đẩy đẹp lắm. Gen này rất là sexy S23 nhá. 34, 36 và 38 hình như là màu đỏ 36 đang bị hết hàng. Các màu khác đang còn. 12 rưỡi trưa ngày mai em sẽ xả hàng set bộ nhá. Em còn vài set em xả nốt, bác nào mà mua rồi thì biết hàng nó đẹp, nó chất lượng chỗ nào luôn đó các chị. Con này là S23 nhá các chị nhá. Này em đang mặc 36 nên nó đang bị bừa quả ra đây. Em mặc màu trắng size 36. Lấy vội lấy vàng lấy con này, lấy đúng size 36 nên là mặc nó không có được nâng đẩy. Con này nâng đẩy đẹp lắm. Mặc đúng size nâng đẩy đẹp cực kỳ luôn. S23 giúp em. Ok chưa? Thông cảm với em cay mắt quá, 12 giờ rồi. Em không giờ làm sao mà xả được. Ngày mai phải soạn hàng nó xem nó còn cái gì. 12 rưỡi trưa ngày mai nhá. 12 rưỡi trưa ngày mai sẽ lên cho các chị. Đen đang mặc con 36 nó đang bị bửa quả, đang rộng tông hoác đây này. 12 rưỡi trưa mai em sẽ xả cho các chị. Ok chưa?
Bây giờ xin phép các chị là em dừng live, em tắt live, em đi ngủ luôn. Em hôm tắt live còn ngồi máy tính bấm máy tính chốt đơn xíu, nhưng hôm nay cay mắt quá, muốn đi ngủ sớm quá. Thông cảm với em Hiền nhá. Hẹn các chị vào 12 rưỡi trưa ngày mai nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. À, em có nói lên mà chị Thảo Nguyễn em, cái nào em rất là nhiều mẫu bán lẻ mà chị, lẻ áo nhiều lắm. Trời ơi, chị cứ chốt đơn đi, xong ngày mai hỏi nhân viên, nếu mà cảm thấy mà hàng set thì mình có thể hủy đơn. Nhiều lắm. Em có lên live, em có báo mà. Ok chưa? Rồi, em xin phép cả nhà em dừng live đây và hẹn các chị buổi live sau ạ. S23 giúp em nha. Comment nốt em tắt live đi ạ. Bây giờ mọi người vẫn comment S23 không dám tắt luôn ạ. Không có xem quần, chị ơi quần này em lên like rất là nhiều luôn. Người đẹp có thể xem lại like, em tắt like cái xem lại like giúp em. Xem lại like giúp em đi, em lên nhiều quần lắm. Quần hôm nay lên nhiều cực luôn á. Quần của S23 đây. Yên tâm đi, em lên nhiều lắm. Xem lại like giúp em Hiền đi, em tắt like bây giờ đây này. Đây quần của S23 đây. Đây xinh xỉu luôn. Quần này yên tâm là gen siêu đẹp, siêu đẹp, siêu đẹp. S23 có màu trắng, màu hồng, màu đỏ và màu đen nhé. Em nói mà con này là size 38 nên quả nó đang bị bửa ra đây. Con này nó nâng ngực, nâng đẩy nhiều lắm á. Ok. Dạ vâng ạ, hẹn các chị vào 12 rưỡi trưa ngày mai ạ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.